Hôm nay có chung lịch học gì không các bạn? Dạ Hôm bữa là chúng ta đang dừng lại ở trong phần là kỳ tính thuế các bạn ha. Thì nhắc lại với các bạn là gì ạ? Đó là phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ được xác định nó là bằng gì ạ? Thuế phải nộp thì sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thì thuế suất hiện nay là các doanh nghiệp hiện tại ở tại Việt Nam hiện nay đang có mức thuế suất là 20%, thì cái phần thuế suất này nó không có gì là phức tạp. Nhưng mà các bạn lưu ý cho cô là để giải quyết được cái bài toán thuế thu nhập doanh nghiệp này, các bạn phải đi về đây ạ. Các bạn phải xác định được thu nhập tính thuế. Muốn xác định được thu nhập tính thuế thì các bạn phải có thu nhập chịu thuế ạ, rồi thu nhập miễn thuế, rồi lỗ kết chuyển các bạn ha. Và muốn có được thu nhập chịu thuế này, các bạn phải có doanh thu, rồi các bạn phải có chi phí. Như vậy các bạn phải đi lần lượt theo từng bước thì các bạn mới xác định được như vậy ha. Nhắc lại đó là gì ạ? Tùy tính thuế thì được xác định theo năm dương lịch, nhưng mà hàng quý thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn ha. Như vậy thì cái sản phẩm của cái tức là cái báo cáo mà kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế, đó là cái báo cáo quyết toán thuế, đó là cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, và phải kèm theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ạ. Rồi chúng ta sẽ đi vào gì ạ? Thu nhập tính thuế. Như vậy thì thu nhập tính thuế của chúng ta sẽ bằng gì ạ? Bằng thu nhập chịu thuế. Sẽ bằng là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và trừ đi các cái khoản lỗ được kết chuyển. Thì trong cái thông tư 78 năm 2014 nó quy định cụ thể rất các cái chi tiết những cái phần này, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn những cái phần nào mà các bạn cần lưu ý ha. Như vậy thì chúng ta muốn xác định được thu nhập tính thuế thì tôi phải xác định được thu nhập chịu thuế ạ. Và thu nhập miễn thuế này thì nó được nằm ở trong quy định của luật rồi, sẽ có những cái thu nhập thuộc từ những cái ngành nghề, những cái hoạt động kinh doanh mà nằm trong cái danh mục quy định của nhà nước thì nó sẽ là thu nhập miễn thuế. Còn các khoản lỗ kết chuyển này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu ha. Như vậy thì chúng ta có thu nhập chịu thuế. Vậy chúng ta sẽ đi vào từng khoản mục ạ. Thu nhập chịu thuế thì sao ạ? Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thì nó bao gồm thu nhập từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác được xác định như sau. Như vậy thì nó sẽ bao gồm là gì ạ? Thu nhập chịu thuế ở đây nó bao gồm là tất cả những cái khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác. Bởi vì ngay từ đầu các em đã có cái đối tượng của thuế thu nhập doanh nghiệp, đó là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Thì cái thu nhập này nó bao gồm cả cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Thì có phải khi mà các em có cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì các em sẽ có gì ạ? Các em có bán hàng, các em có doanh thu, các em có chi phí đúng không ạ? Thì nó chính là bên chỗ tài khoản 511, rồi tài khoản gì ạ? Các cái tài khoản loại 6 ha. Rồi thu nhập khác thì các em có gì ạ? Các em có thu nhập khác, rồi các em cũng có chi phí khác, và nó đó là ở tài khoản 711, rồi tài khoản chi phí khác là 811 ạ. Rồi hay thu nhập từ gì ạ? Hoạt động đầu tư tài chính các em có gì ạ? Thu nhập từ đầu tư vốn ạ. Rồi và các em cũng có cái chi phí tài chính các em ha. Như vậy chúng ta có bên tài khoản 515 và tài khoản 635 ạ. Thì đây là cái hoạt động chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn hai anh này thì nó được gọi là thu nhập chịu thuế khác. Như vậy thì chúng ta muốn xác định được thu nhập chịu thuế nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí được trừ và cộng với các khoản thu nhập khác. Và các khoản thu nhập khác này nó sẽ phải bằng gì ạ? Nó sẽ bằng là cái thu nhập khác trừ trừ đi cái những cái chi phí khác liên quan. Ví dụ như tôi đi thanh lý cái tài sản cố định mà đã hết giá trị trên trên sổ sách là nó đang có 0 đồng, và tôi đi thanh lý, tôi thu về được gì ạ? Tôi thu về được 10 triệu. Tôi thanh lý tôi thu về được 10 triệu, nhưng mà cái chi phí đi thanh lý của tôi bỏ ra là 2 triệu để vận chuyển. Thì lúc này thu nhập khác các bạn đưa vào tính thuế còn là các bạn chỉ tính trên 8 triệu thôi các bạn ha. Thì các bạn lưu ý cho cô đó là đối với các cái khoản thu nhập khác. Và như vậy thì vấn đề của chúng ta đó là chúng ta phải đi xác định gì ạ? Doanh thu trong từng trường hợp thì nó sẽ được xác định như thế nào? Rồi chi phí được trừ này nó xác định như thế nào? Trong kế toán các bạn học là gì ạ? Lợi nhuận trước thuế bằng doanh thu trừ đi chi phí. Lợi nhuận trước thuế thì bằng doanh thu trừ đi chi phí, nhưng ở đây thì sao ạ? Thu nhập chịu thuế sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí, nhưng chi phí này lại gì ạ? Lại là chi phí được trừ. Do đó, đây là cái sự khác nhau giữa kế toán và gì ạ? Giữa kế toán và thuế.
Các bạn lưu ý cho mình ha, đối với kế toán thì những cái chi phí nào mà phát sinh trong kỳ đủ cái điều kiện ghi nhận theo cái quy định của luật kế toán thì sẽ được ghi nhận vào chi phí. Nhưng đối với thuế thì sao ạ? Những chi phí nào nó phải thỏa mãn, nó phải hợp lý, nó thỏa mãn là chi phí được trừ theo quy định của thuế thì mới được đưa vào để xác định thu nhập chịu thuế các bạn ha. Do đó thì nó có cái sự mà một số trường hợp nó sẽ có cái sự chênh lệch giữa kế toán và gì ạ? Và thuế. Và kế toán thì cụ thể là nó sẽ làm lập cái gì các bạn? Kế toán thì sẽ lập là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ạ. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Rồi. Còn đối với anh thuế thì sao ạ? Anh thuế thì nó sẽ có gì ạ? Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp. Và chính vì vậy thì hai anh này nó cũng sẽ khác nhau. Có những trường hợp mà doanh thu được ghi nhận theo kế toán, nhưng mà đối với thuế thì lại không chấp nhận cái doanh thu đó. Thì các bạn lưu ý ha cho cô ha. Hay là có những trường hợp thì chi phí này kế toán ghi nhận thì trên báo cáo hoạt động kinh doanh nó có thể hiện ở đây. Nhưng đối với cơ quan thuế chi phí này không thỏa mãn điều kiện được trừ thì nó sẽ loại ra khỏi ạ. Như vậy chúng ta sẽ đi đầu tiên đó là xác định về doanh thu ạ. Thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, bao gồm cả những cái khoản phụ thu phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt. Đã thu được số tiền hay chưa? Thì các em đã học rồi. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta xác định được doanh thu. Chúng ta sẽ có doanh thu sẽ bằng số lượng hàng hóa và nhân với đơn giá. Thì đơn giá này là sao? Đơn giá này chúng ta cũng quay trở lại những phần đã học là thuế giá trị gia tăng này, thuế giá trị gia tăng này, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong những trường hợp đó thì cái đơn giá này được xác định như thế nào thì các em đã học rồi ha. Như vậy số lượng ở đây ạ, số lượng ở đây thì phải là số lượng thực tế tiêu thụ trong kỳ, kể cả trao đổi biếu tặng. Các bạn ha. À cô xin lỗi ha, số lượng đây là số lượng thực tế tiêu thụ trong kỳ. Các bạn không tính cái phần trao đổi biếu tặng ha. Biếu tặng thì nó là gì ạ? Biếu tặng thì nó đưa vào chi phí rồi, xin lỗi các bạn ha. À, như vậy thì chúng ta sẽ có cái số lượng thực tế tiêu thụ trong kỳ. Nhưng mà sao ạ? Cái số lượng này các bạn phải xác định trong đối với từng cái hoạt động nó được xác định như thế nào. Còn đơn giá cũng vậy. Và như bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái từng cái căn cứ một các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ có gì ạ? Như vậy thì doanh thu, cái thời điểm để mà xác định doanh thu đối với thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ạ? Đối với hoạt động bán hàng hóa thì là thời điểm mà chúng ta chuyển giao cái quyền sở hữu sử dụng cho cái người mua. Như vậy thì chúng ta cũng không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền các bạn ha. Như vậy là tại thời điểm nào ạ? À, hôm nay của tôi là ngày tháng 4 năm 2020. Tôi bán hàng ạ. Tôi bán hàng. Và tôi đến tháng 5 năm 2020 thì tôi mới thu tiền. Tức là gì ạ? Khách hàng này đang mua chịu chúng ta, nhưng mà thời điểm tháng 4 này mà tôi đã giao hàng cho khách hàng rồi ạ. Tôi đã giao hàng cho khách hàng rồi thì các bạn đã đủ cái điều kiện để các bạn ghi nhận doanh thu của tháng 4. Như vậy thì số lô hàng đó các bạn phải đưa vào doanh thu của tháng 4 để các bạn thực hiện xác định thu nhập chịu thuế, xác định thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn ha. Như vậy thì nhắc lại là gì ạ? Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng cho người mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa ạ. Và tương tự như vậy thì đối với anh dịch vụ, cung ứng dịch vụ thì sao ạ? Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm mà hoàn thành cái việc cung ứng dịch vụ hoặc là hoàn thành từng phần cung ứng dịch vụ cho người mua ạ. Cái việc mà đối với dịch vụ thì nó khó thấy hơn là so với cái gì ạ? So với cái hoạt động bán hàng hóa các bạn ha. Như vậy các bạn lưu ý cho cô đó là về cái thời điểm chúng ta xác định doanh thu nhá. Rồi số lượng gì ạ? Cái phần này là các bạn bỏ đi cái phần gì ạ? Số lượng hàng hóa tiêu thụ trong kỳ tính thuế. À, kể cả trường hợp là trao đổi tiêu dùng nội bộ ở đây không có biếu tặng ha. Nếu mà cái bạn nào trong slide các bạn ấy, cô không biết là cô sửa chưa, nếu mà slide nào của các bạn mà có cái phần biếu tặng thì các bạn bỏ đi nhá, tại vì cái phần biếu tặng đó là chúng ta khi mà biếu tặng thì chúng ta đâu có thu gì về tiền đâu, khi mà biếu tặng đó là chúng ta đang giống như là một cái khoản chi phí để quản lý rồi. Có thể các bạn sẽ mang hàng hóa các bạn đi biếu tặng những khách hàng các bạn ha. Nên nếu như trong slide mà có cái phần biếu tặng thì các em gạch ra cho cô. Thế cô nhớ có một bữa cô coi có slide nào có cái đó thì cô đã xóa rồi. Rồi chúng ta đi tiếp theo ạ. Như vậy thì chúng ta cũng xác định cái số lượng này. Nhưng mà tiêu dùng nội bộ thì chúng ta sẽ được gì ạ? Tiêu dùng nội bộ chúng ta vẫn phải tính.
số lượng, nhưng mà tiêu dùng nội bộ ở đây thì nó không phục vụ cho cái việc sản xuất kinh doanh. Đơn giá tính thuế ạ. Đơn giá tính thuế thì chúng ta sẽ đi xác định vào trong từng những cái trường hợp ạ. Thì những trường hợp nào mà lưu ý thì cô sẽ nhấn mạnh cho cả lớp, đó là gì ạ? Đơn giá tính thuế thì đối với những cái cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì giá bán để xác định doanh thu là giá bán không bao gồm thuế giá trị gia tăng ạ. Phương pháp khấu trừ thì đương nhiên là cái giá để tính thuế của tôi cũng không bao gồm thuế giá trị gia tăng rồi. Như vậy thì doanh thu của tôi sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tôi lấy ví dụ là gì ạ? Đơn vị của tôi đang kê khai nộp thuế theo phương pháp đơn vị của tôi đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ các bạn ha. Đơn vị của tôi đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ạ. Lúc này tôi có gì ạ? Tôi có bán sản phẩm. Đơn vị của tôi đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Và lúc này thì tôi có bán sản phẩm ạ. Tôi bán. Ở đơn vị của tôi đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Và tôi đang giả sử là lúc này tôi bán sản phẩm các bạn nhé. Tôi bán sản phẩm ạ. Lúc này tôi bán sản phẩm. Thì với đơn giá là gì ạ? Tôi bán 100 sản phẩm này. Với cái đơn giá là gì ạ? Với cái đơn giá đã có thuế giá trị gia tăng. Đã có thuế giá trị gia tăng ạ. Là 165.000 đồng trên sản phẩm. Và thuế thì là 10%. Tôi đang giả sử như vậy. Thì trong trường hợp này, khi mà các bạn đi tiêu thụ, các bạn xác định được số lượng ạ. Như vậy thì các bạn sẽ có doanh thu bằng gì ạ? Các bạn sẽ có doanh thu bằng bao nhiêu các bạn? Như vậy trong trường hợp này thì cái doanh thu để các bạn tính thuế được xác định như thế nào ạ? Doanh thu bằng gì các bạn ha? Tôi đang giả sử là tôi doanh nghiệp của tôi sản xuất, tôi bán 100 sản phẩm với cái đơn giá đã có thuế giá trị gia tăng là 165.000 đồng trên sản phẩm. Và tôi đang là đơn vị kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Như vậy thì trong trường hợp này tôi có doanh thu bằng gì ạ? Bằng gì các bạn? Trong trường hợp này tôi có doanh thu bằng gì cả lớp? Bằng 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 bao nhiêu ạ? dạ Bằng bằng một số bao trăm nhiêu? Rồi nhân nhân với bao nhiêu ạ? 125.000 chia cho 1 cộng 10% ạ. Rồi, 165.000 chia cho 1 cộng với 10%. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta nói rằng là giá bán để xác định doanh thu là giá bán không bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp theo phương pháp khấu trừ. Như vậy trong trường hợp này thì các bạn sẽ có được là bao nhiêu các bạn ha? Các bạn sẽ có là 15 triệu. Như vậy thì chúng ta sẽ có đây là doanh thu. Đây là doanh thu bán hàng các bạn ha, doanh thu bán hàng các bạn thu được. Như vậy đó là đối với phương pháp khấu trừ ạ. Còn đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì giá bán để xác định doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Thì ngược lại lúc này nếu mà phương pháp trực tiếp mà bán với một cái giá mà đã có 165.000 thì các bạn xác định chỉ là doanh thu bằng luôn là 100. Các bạn sẽ nhân với 165.000 thôi các bạn ha. Các bạn ra là 16 triệu 500. Thì đây là phương pháp gì ạ? Đây là phương pháp trực tiếp là trong giá bán để xác định doanh thu. Thì nó sẽ bao gồm thuế giá trị gia tăng. Và các bạn vẫn lưu ý cho cô là đi thi thì các bạn sẽ ở trường hợp này ha. Đây trường hợp này thì cô sẽ giới hạn cho các bạn là đi thi. Đó là đối với trường hợp mà doanh nghiệp kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Kể cả cái phần mà xác định về thuế giá trị gia tăng thì cả lớp cũng lưu ý cho cô như vậy nhá. Tôi ạ, thôi ví dụ này thì giống như ví dụ cô vừa đưa ra cho các bạn rồi ạ. Đối với cơ sở mà kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá bán để xác định doanh thu sẽ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Như vậy thì giá bán để xác định doanh thu nó sẽ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Cả lớp nhìn lên đây cho cô. Nếu mà khi mà chúng ta xác định doanh thu là có thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn hình dung lên đây ạ. Khi mà tôi xác định doanh thu mà có thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà đến cuối kỳ thì sao ạ? Cuối kỳ tôi sẽ phải nộp thuế ạ. Cuối kỳ tôi sẽ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tôi đang giả sử là trong kỳ này các bạn sẽ có doanh thu của các bạn là gì ạ? Các bạn đã cái sản phẩm này bán ra bán một cái sản phẩm ha, bán sản phẩm này với giá là 150.000 đồng trên sản phẩm.
chưa có thuế giá trị gia tăng mà trong này đã có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi nhé. Tôi đang giả sử là cái sản phẩm này là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tôi bán một sản phẩm tôi thu được 150.000 đồng thì lúc này tôi sẽ có doanh thu. Tôi đang giả sử tôi bỏ đi những cái nợ có nhé, tôi có doanh thu thì lúc này tôi sẽ có tài khoản là 511, tức là lúc này doanh thu của tôi nó sẽ tăng lên bao nhiêu ạ? Vậy vì trường hợp này doanh thu của tôi sẽ tăng lên bao nhiêu các bạn? Khi mà tôi bán hàng tôi thu về được 150.000 đồng thì doanh thu của tôi tăng lên bao nhiêu ạ? Tăng lên bao nhiêu cả lớp? Tôi đang lấy ví dụ là gì ạ? Tôi đang là một doanh nghiệp bán kinh doanh hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tức là tôi bán một cái sản phẩm này. Tôi sản xuất ra sản phẩm đó, tôi bán với giá 150.000 đồng này. Chưa có thuế giá trị gia tăng các bạn nhé. Chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Nhưng mà trong 150.000 này tôi đang giả sử là tôi đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, và cụ thể đó là thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó là bằng thuế tiêu thụ đặc biệt. Tôi giả sử tôi tính được là bằng 50.000 đồng ạ. Rồi thì lúc này doanh thu của tôi nếu mà theo ở đây thì doanh thu của tôi sẽ bằng gì ạ? Bằng bao nhiêu cả lớp? Bằng 100 hay là 150 ạ? 150. Doanh thu của tôi ghi nhận sẽ là 150. Nhưng mà cô nói với cả lớp là gì ạ? Đến cuối kỳ thì chúng ta vẫn phải nộp thuế. Và khi mà nộp thuế thì các bạn thường hay có một cái định khoản đó là gì ạ? Các bạn sẽ nợ tài khoản 511 và các bạn sẽ có tài khoản đó là 333, là thuế phải nộp nhà nước 3333. Thì phải, không biết là 3332 hay là 333, các bạn coi, bạn nào mà nhớ thì coi lại cho cô ha. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có gì ạ? Khi mà các bạn nộp thuế, chúng ta sẽ có, đối với trường hợp là thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn thường có một cái bút toán này này. Nếu như sinh viên nào là sinh viên bên kế toán thì các bạn nó sẽ rõ hơn. Và khi mà cuối kỳ tôi nộp thì tôi sẽ có ở đây là 50 triệu. 50 triệu, 50 ngàn, cô xin lỗi ha, là 50 ngàn ạ. Thì các bạn nhìn lên đây ạ, nếu như vậy lúc đầu doanh thu của tôi là 150 ngàn thì đến lúc mà tôi nộp thuế đi thì doanh thu của tôi bị sao đây ạ? Doanh thu của tôi thế nào các bạn? Trước đây các bạn đang có là gì ạ? Trước đây các bạn đang có 511 là 150 ngàn. Thì khi mà các bạn đi nộp thuế đi các bạn sẽ có 50 ngàn ạ. Như vậy thì lúc này các bạn thấy doanh thu của bạn bị thế nào ạ? Doanh thu của các bạn sao ạ? Dạ giảm. Doanh thu của các bạn sẽ bị giảm nếu như cuối kỳ các bạn nộp thuế. Do đó cả lớp lưu ý cho cô, thuế tiêu thụ đặc biệt nó cũng sẽ là một khoản chi phí của doanh nghiệp các bạn nhé. Thuế tiêu thụ đặc biệt nó sẽ là một khoản chi phí và cụ thể nó sẽ làm doanh thu. Các bạn đi thi, rất nhiều sinh viên bị rớt bởi vì sao? Các bạn bỏ quên mất thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi mà các bạn lấy doanh thu trừ đi chi phí, các bạn bỏ quên mất cái thằng thuế tiêu thụ đặc biệt lúc mình đã tính. Do đó các bạn bị sai các bạn ha. Rồi, lát nữa cô sẽ trình bày vào từng từng cái cụ thể ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt này nó sẽ liên quan đến nhiều cái ạ. Thứ nhất là đối với khi mà nhập khẩu nó sẽ là một chi phí, nó nằm ở một giá vốn. Nhưng khi bán ra thì nó lại là một chi phí khác, thì các bạn lưu ý cho cô. Nhưng mà ở đây lại nhớ lại là gì ạ? Đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì cái giá bán để xác định doanh thu nó bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt nhá, không trừ ra đi ạ. Còn đối với kế toán thì người ta sẽ có hai cách hạch toán, một là họ sẽ xác định là doanh thu là gì ạ, họ sẽ xác định là doanh thu gồm có thể tách thuế được hoặc là không, đó là đối với kế toán. Nhưng mà thuế thì quy định là gì ạ, giá bán để xác định doanh thu thì bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường thì nó giống như thuế tiêu thụ đặc biệt thôi ạ. Giá bán để xác định doanh thu bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường. Thì hai anh này là như nhau, cả lớp nhớ cho cô như vậy. Tiếp theo là gì ạ? Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp. Thì đối với trường hợp là gì ạ? Đối với trường hợp là theo phương thức trả góp trả chậm thì cả lớp lưu ý cho cô. Theo phương thức là trả góp trả chậm thì doanh thu chúng ta sẽ được ghi nhận gì ha? Đối với hàng hóa dịch vụ bán theo phương thức trả góp trả chậm thì doanh thu các bạn sẽ được ghi nhận theo cái giá bán của cái phương thức trả tiền một lần. Như vậy thì của cái phương thức trả tiền một lần ha, như vậy thì cả lớp sẽ nhớ ở đây đó là của cái phương thức là trả tiền một lần. Trả tiền một lần ạ. Chúng ta sẽ không tính theo cái là số gì ạ? Cái số tiền mà trả góp trả chậm mà chúng ta sẽ tính theo cái phương thức là trả tiền một lần. Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi biếu tặng tiêu dùng nội bộ không tiếp
trao đổi tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thì cái giá của chúng ta được sử dụng vẫn là cái giá gì ạ? Cái giá bán ra đó của những cái sản phẩm hàng hóa đó hoặc là tương đương tại cái thời điểm phát sinh ra cái giao dịch này, thì nó giống như những cái phần chúng ta đã học về thuế giá trị gia tăng rồi ạ. Còn đối với hoạt động gia công hàng hóa thì doanh thu của chúng ta thu được là toàn bộ cái số tiền mà chúng ta thu được từ cái việc mà gia công, nó bao gồm cả những cái nguyên vật liệu rồi những cái động lực mà chúng ta bỏ ra mà để gia công cái hoạt động hàng hóa đó ạ. Còn đối với hàng hóa được bán theo hình thức là gì ạ? Đối với hàng hóa mà được bán theo hình thức là ký gửi đại lý á, bán đúng giá, thì cái doanh thu được ghi nhận đó là giá bán theo phương thức gì các bạn? Giá bán không, tức là giá bán mà bán đúng giá mà do công ty gửi cho đại lý và cũng không được trừ đi hoa hồng nhá. Thì các bạn nghe cái phần này phần nào không không rõ thì các bạn note nó lại, chứ bởi vì phần này trong tài liệu của các bạn có cũng rất rõ nên cô không có trình bày cái phần này ha. Lát nữa đi vào bài thì nó gặp vào từng trường hợp cô sẽ đưa ra cho các bạn ạ. Đối với hàng hóa bán thông qua đại lý bán đúng giá thì các bạn hình dung như thế này. Tôi đang lấy ví dụ là gì ạ? Tôi là một công ty X ạ. Đây là đại lý A. Như vậy thì công ty X này họ gửi 1.000 sản phẩm cho đại lý A này để tiêu thụ, và với cái giá bán đúng giá theo hợp đồng là 26.000 đồng trên sản phẩm, và hoa hồng đại lý, lúc này là 2% trên giá bán. Thì lúc này các bạn là gì ạ? Doanh thu giả sử như là trong tháng này người ta tiêu thụ được, người ta tiêu thụ hết 90%, người ta tiêu thụ hết 90%, thì lúc này các bạn sẽ xác định doanh thu bằng gì ạ? Doanh thu của công ty A, doanh thu của X ạ, doanh thu của công ty X này sẽ phải bằng gì ạ? Các bạn có số lượng và số lượng thực tế tiêu thụ ở đây là bao nhiêu ạ? Số lượng thực tế tiêu thụ ở trong trường hợp này là bao nhiêu các bạn? Dạ 900 ạ. Là 900, bởi vì chúng ta đại lý tiêu thụ có 90% thôi. Và các bạn sẽ nhân với giá gì ạ? Nhân với giá nào ạ để các bạn xác định doanh thu ạ? Các bạn sẽ nhân với giá nào các bạn? Cô vừa nói rồi, doanh thu đối với trường hợp là gì ạ? Đối với trường hợp mà chúng ta hàng hóa được bán thông qua đại lý thì cái giá bán để làm căn cứ ước tính doanh thu á, là cái giá bán đúng giá mà do cái đơn vị giao cho cái đại lý đó đưa ra và không được trừ đi hoa hồng đại lý. Như vậy trong này chúng ta sẽ phải lấy giá bán bao nhiêu ạ? 26.000 á. Rồi 26.000, các bạn sẽ lấy giá bán là 26.000. Rồi, đây là giá bán 26.000, thì đây là doanh thu của công ty X. Như vậy thì cô hỏi các bạn hoa hồng đại lý, này đối với X ạ, đối với X thì nó là gì ạ? Hoa hồng đại lý này đối với X 2%, tức là chúng ta sẽ có là 900 nhân với 26.000 và nhân với 2%. Cái này được gọi là gì các bạn? Nhỡ chi phí. Và cụ thể là chi phí gì ạ? Chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng. Do đó, nếu như bắt đầu từ buổi ngày hôm nay, sau khi đã tìm hiểu xong về doanh thu chi phí hợp lý mà có những cái nghiệp vụ như thế này, cô sẽ không đưa vào chi phí mà các bạn sẽ phải tự biết, à đây là chi phí bán hàng các bạn phải đưa vào chi phí ạ. Rất nhiều sinh viên bỏ quên cái chi phí này. Như vậy từ hôm nay các bạn phải nhớ ra ha. Còn ngược lại đối với đại lý thì sao ạ? Đối với đại lý thì cái 900 ngàn này nó là cái gì ạ? Đối với đại lý A thì 900 ngàn nhân với 26 ngàn nhân với 2% nó Doanh là gì ạ? thu là Đúng doanh thu rồi, nó là doanh thu. Doanh thu thì đây chẳng qua là nó kinh doanh về dịch vụ thôi. Tôi làm dịch vụ đại lý thì đây là doanh thu của tôi. Như vậy các bạn lưu ý ha. Còn đối với hoạt động cho thuê tài sản thì doanh thu cũng được xác định là cái số tiền mà chúng ta thu về từ cái việc mà cho thuê tài sản. Và đối với hoạt động tài sản thì lát cô sẽ phân tích. Đây các bạn nhìn ạ. Trường hợp này là tôi đang minh họa cho trường hợp đó là doanh thu của hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Công ty Bình Tây thì áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ, chuyên sản xuất máy điều hòa nhiệt độ và xuất một máy điều hòa để mà lắp đặt cho cái bộ phận quản lý. Trường hợp này thì máy điều hòa xuất dùng cho bộ phận quản lý, công ty không phải quy đổ để tính doanh thu đối với bộ phận này, là bởi vì trong trường hợp này cái hàng hóa được sử dụng để tiêu dùng nội bộ, nhưng mà sao ạ? Nó lại tiếp tục cho cái hoạt động phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Tức là tôi xuất một cái điều hòa ra
để tôi lắp đặt cho cái bộ phận quản lý để gì ạ? Nó cũng giống như trang thiết bị để cho cái bộ phận quản lý phục vụ cho cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hoặc là trường hợp 2 là gì ạ? Công ty này áp dụng phương pháp thuế khấu trừ, họ có hai phân xưởng. Như vậy thì họ có một phân xưởng sản xuất rượu trắng và một phân xưởng chuyên sản xuất rượu thuốc. Khi mà tôi xuất kho rượu trắng từ phân xưởng sản xuất để tôi phục vụ cho việc sản xuất rượu thuốc thì lúc này tôi cũng không phải quy đổi để tính doanh thu các bạn nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc này thì cái rượu trắng của tôi để tiếp tục cho cái quá trình sản xuất ra rượu thuốc. Thì như vậy thì các em lưu ý trong trường hợp là đối với hàng hóa mà để tiêu dùng nội bộ mà nó tiếp tục cho cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì các em sẽ không phải xác định doanh thu ạ. Rồi đối với hoạt động cho thuê tài sản thì cả lớp nhìn lên đây cho cô. Đối với hoạt động cho thuê tài sản thì các bạn có thể cho thuê gì ạ? Cho thuê mặt bằng, cho thuê bến bãi, cho thuê nhà kho, cho thuê mặt nước, rồi các bạn cho thuê cả tài sản và cái gắn liền với đất đó. Rồi như vậy thì khi mà các bạn đối với hoạt động cho thuê tài sản thì cái số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản đó là doanh thu của chúng ta. Và các em lưu ý cho cô đó là gì? À, công ty ăn, ví dụ công ty An Phú áp dụng phương pháp thuế giá trị gia tăng khấu trừ cho công ty Thuận Thành thuê mặt bằng là một nhà kho. Tức là thằng An Phú này nó có một cái nhà kho và nó cho thằng Thuận Thành này thuê với cái giá cho thuê là gì ạ? À, Thuận Thành này nó thuê trong vòng 10 năm. Như vậy thì ông Thuận Thành này ông thuê trong vòng 10 năm và tổng số tiền cho thuê có chưa có thuế nhá, chưa có thuế, đây là có thuế này các bạn lưu ý, chưa có thuế giá trị gia tăng là 1 tỷ ạ. À, như vậy thì chưa có thuế giá trị gia tăng là 1 tỷ. Như vậy thì mỗi năm, tức là mỗi năm thì Thuận Thành này, chi phí của mỗi năm mà Thuận Thành bỏ ra để thuê cái nhà kho là bao nhiêu cả lớp? Mỗi năm bỏ ra cho thuê là bao nhiêu ạ? Mười năm thì là 1 tỷ, như vậy là mỗi năm là bao nhiêu? 100 triệu ạ. Như vậy thì mỗi năm là 100 triệu, đúng rồi. Như vậy thì doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản thì các bạn nhìn lên đây, nó sẽ có hai cách. Nếu như giả sử là năm đầu tiên, nếu như là năm đầu tiên gì ạ? Nếu như mà năm đầu tiên mà Thuận Thành này nó trả cho tôi 1 tỷ luôn này, năm đầu tiên mà Thuận Thành này nó trả cho tôi 1 tỷ luôn ấy, thì tôi sẽ ghi nhận như thế nào? Còn nếu như năm đầu tiên này mỗi năm Thuận Thành nó chỉ trả cho tôi là 100 triệu thôi, hàng năm nó trả 100 triệu thì sẽ ghi nhận như thế nào? Thì chúng ta có trường hợp 1 là gì ạ? À, lúc này thì đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản, công ty Thuận Thành mà thanh toán tiền thuê hàng năm là 100 triệu đồng. Thì lúc này doanh nghiệp hạch toán bình thường, doanh thu của tôi là bằng gì ạ? Doanh thu của tôi sẽ bằng 100 triệu. Và đối với kế toán thì họ chỉ hạch toán như thế này thôi. Bởi vì sao? Đối với kế toán nó chỉ cho doanh thu với chi phí đi với nhau thôi. Còn trường hợp thứ hai ạ, công ty Thuận Thành thanh toán hết tổng số tiền thuê ngay năm đầu tiên. Như năm đầu tiên này tôi được Thuận Thành trả cho tôi 1 tỷ ạ. Như vậy thì theo các bạn, chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu là bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu là bao nhiêu các bạn? Lúc này công ty sẽ ghi nhận doanh thu là bao nhiêu ạ? 100 triệu. Rồi, nếu như công ty ghi nhận 100 triệu. Rồi, công ty ghi nhận 100 triệu. 100 triệu này là trên bao nhiêu, là bao nhiêu năm ạ? 100 triệu của một năm ạ. Nếu như 100 triệu một năm thì lúc này 900 triệu kia nó nằm đi đâu ạ? Sẽ chia cho 9 năm còn lại ạ. 9 năm còn lại, nhưng mà tại thời điểm đó chúng ta phải đưa nó đi đâu các bạn? Chứ bây giờ tại thời điểm còn lại, cô biết rồi, nhưng mà năm đầu tiên em đang cầm 1 tỷ rồi, em đang cầm 1 tỷ trong tài khoản ngân hàng rồi. Tự dưng trong tài khoản ngân hàng của em có nợ gì ạ? Nợ tài khoản 112 là các em đang có là 1 tỷ rồi. Lúc này nếu như các em không, như vậy nếu như vậy thì các em chỉ có doanh thu là các em chỉ có được một cái thằng là gì ạ? Giả sử cô đang giả sử các em có chỉ có 511 ở đây thôi, là 100 triệu thì cái bảng nó đã cân đối chưa ạ? Đưa vào phân bổ ạ. À, đưa vào phân bổ là cụ thể phân bổ ở đâu ạ Nguyên? Ừ, dạ phân bổ dần trong 10 năm. Cái đó gọi là gì ta? Nó gọi là doanh thu gì ha? Bạn nào nhớ không ạ? Cô nhắc của nguyên lý kế toán có rồi, cô dạy lớp này luôn mà. Chi phí trả trước. Sao lại chi phí? Đây đâu phải chi phí, tiền của chúng ta có được mà. Đây là một cái khoản lợi ích mà chúng ta thu được mà, chứ đâu có phải là một cái khoản chi phí mà chúng ta bỏ ra đâu. Có bạn nào biết doanh thu gì không ạ?
Đưa vào đâu? Như vậy thì nếu như 100 triệu mà đưa vào năm đầu tiên thì còn 900 triệu chúng ta phải đưa vào đâu ạ Quỳnh Như? À, dạ em không nhớ. Rồi chúng ta sẽ đưa gì ạ? Nếu như vậy thì còn 900 triệu này các bạn sẽ phải đưa vào là doanh thu chưa thực hiện các bạn ha, doanh thu chưa thực hiện ạ. Doanh thu chưa thực hiện. Các bạn nhớ trong kế toán thì lúc nào tài sản và nguồn vốn nó cũng phải bằng nhau, phần tức là nợ và có nó sẽ bằng nhau đó. Và cụ thể trong trường hợp này các bạn cần có tài khoản nó là 3387 các bạn ha. Các bạn sẽ có 3387 của các bạn là 900 triệu. Rồi và tiếp những năm tiếp theo thì các bạn lại trích về gì ạ? Những năm tiếp theo các bạn lại đưa về doanh thu. Các bạn lại đưa về năm thứ hai các bạn lại là đưa về doanh thu 100 triệu rồi lại có lại nợ 3387 này 800 100 triệu như vậy cứ dần dần khi nào 3387 này trong vòng 9 năm các bạn sẽ trích hết. Nhưng đây là trường hợp đối với trường hợp này thì người ta cũng sẽ không ghi nhận như thế này đâu ạ. Còn đối với thuế, thuế thì được cho phép là gì ạ? À nếu như công ty Thuận Thành thanh toán hết tổng số tiền thuê ngay năm đầu tiên, tôi được phép ghi nhận doanh thu của tôi là bằng 1 tỷ. Tôi sẽ được phép ghi nhận doanh thu của tôi là 1 tỷ. Nhưng mà bạn nào cho cô biết ạ? Bạn nào cho cô biết? Muốn ghi được doanh thu 1 tỷ này thì chúng ta phải làm gì ạ? Bạn nào cho cô biết ạ? Nếu như trường hợp chúng ta ghi nhận doanh thu này 1 tỷ thì chúng ta phải có thêm một cái việc làm gì nữa các bạn? Thuế cho phép các bạn ghi nhận doanh thu năm đầu tiên là 1 tỷ đó các bạn. Mà các bạn phải làm gì ạ? Có bạn nào biết không ạ? Diễm Quỳnh có biết không ạ? Dạ em không biết cô ơi. Mời bạn Nga. Rồi, có ai biết không ạ? Các em lưu ý là gì ạ? À, tôi giả sử là trong trường hợp này này, tôi muốn ghi nhận được doanh thu là 1 tỷ. Thì các bạn biết được rằng là gì ạ? Doanh thu với chi phí nó sẽ phải luôn đi kèm với nhau. Thì trong trường hợp này, nếu như vậy thì chi phí tôi hạch toán, tôi sẽ phải tính chi phí hạch toán ước tính trong vòng bao nhiêu năm các bạn? Chi phí tôi phải tính ước toán trong vòng 10 năm, bởi vì doanh thu của tôi đây là của 10 năm. Thì giả sử chi phí của tôi lúc này phải là gì ạ? Chi phí lúc này của tôi phải là là 10 năm. Tôi giả sử như là hàng năm tôi tính chi phí của tôi được ước tính chi phí của tôi hàng năm là bao nhiêu ạ? Là 50 triệu. Thì lúc này chi phí ở đây của tôi sẽ không còn là 50 triệu nữa mà tôi phải là gì ạ? Tôi phải là 50 triệu tôi nhân với 10 năm lên. Như vậy bởi vì đây là nó là thể hiện cái nguyên tắc gì các bạn? Các bạn biết đây là nguyên tắc gì trong kế toán không ạ? Nguyên tắc gì ạ? Có 7 nguyên tắc, đây là nguyên tắc gì trong kế toán ạ? Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí, đúng rồi, nguyên tắc phù hợp, một khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Như vậy thì đó là một cái nguyên tắc rất quan trọng trong kế toán, đó là nguyên tắc phù hợp các bạn ha. Đó là nguyên tắc phù hợp trong kế toán ạ. Như vậy thì thuế các bạn được được ghi nhận doanh thu 10 năm, nhưng mà lúc này các bạn sẽ tính chi phí ước tính trong vòng gì ạ? Trong vòng 10 năm và sau đó để các bạn sẽ ra được gì thu nhập chịu thuế. Và sau này khi mà hết trong từng năm thì các bạn sẽ vẫn phải tính toán thực tế để xem cái chi phí phát sinh là bao nhiêu. Để lúc đó các bạn sẽ điều chỉnh cái số thuế mà các bạn phải nộp các bạn nhé. Nhưng mà đó là cái mà tôi nói với các bạn là trong trường hợp nếu như mà các bạn được ghi nhận là doanh thu là 1 tỷ thì cái chi phí ở đây nó không còn phải là chi phí 1 năm nữa mà các bạn phải là chi phí trong vòng 10 năm. Bởi vì nếu như mà các bạn để đây là 1 tỷ mà tự nhiên chi phí của các bạn đây là 50 triệu thì sau này các bạn nhìn lên bảng cân đối kế toán, cái bảng báo cáo tài chính các bạn sẽ thấy nó có một cái sự gì ạ? À nó có một cái sự doanh thu này nó sẽ bị tăng một cách đột biến luôn và thậm chí nó sẽ trở thành một cái khoản gì ạ? Một cái khoản trọng yếu trong báo cáo tài chính. Và lúc này thì kiểm toán thanh tra sẽ kiểm tra và sau này thì các bạn có thể là cái hồ sơ doanh nghiệp của các bạn nó đang có vấn đề các bạn ha. Tại vì không thể nào mà doanh thu nó bị biến động như vậy được mà trong khi đó thì chi phí của nó lại không đổi thì các bạn lưu ý như vậy. Đó là cái phần mà cô nói thêm cho các bạn thôi. Còn sau này mà các bạn nào mà làm kế toán, các bạn đi ra trường thì các bạn sẽ tiếp xúc cụ thể vào cái nghiệp vụ thực tế thì các bạn sẽ thấy được nó rõ ràng hơn. Đổi hay là đối với một số những trường hợp này chúng ta cũng phải xác định gì ạ? Chúng ta cũng phải xác định doanh thu.
À, đối với hoạt động kinh doanh sân golf thì doanh thu của chúng ta thu được sẽ là cái giá mà chúng ta gì ạ? Bán thẻ hội viên rồi thẻ tập golf, các bạn lưu ý như vậy ha. Và đương nhiên những cái hoạt động này nó có thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó sẽ bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi hay là đối với hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì cũng là cái số tiền chúng ta thu được từ những cái hoạt động mà cho vay vốn rồi hay là cái số tiền mà chúng ta nhân cho các tổ chức về gửi tiền ha. Rồi đối với hoạt động vận tải là số tiền mà chúng ta cũng thu được trong cái khi mà chúng ta có những cái hoạt động liên quan đến vận tải, hay là tất cả những cái hoạt động này thì những cái phần ở đây thì cô cũng chỉ giới thiệu để cho các bạn biết đến, đó là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái hoạt động mà chúng ta sẽ có phát sinh ra doanh thu để chúng ta tính thuế, chứ không phải là lúc nào cũng chỉ là bán hàng rồi cung ứng những cái dịch vụ thông thường các bạn ha. Nên này đối với những cái hoạt động gì ạ, cung cấp điện nước sạch hàng ngày mà chúng ta đang sử dụng đó, thì cái ngày cái thời điểm mà để ghi ghi nhận doanh thu là cái thời điểm mà người ta ghi cái số điện nước trên cái hóa đơn cho chúng ta á, và là số điện nước mà thực tế mà người tiêu dùng sử dụng, thì đó là cái chúng ta công ty nó sẽ ghi nhận về số gì ạ, ghi nhận doanh thu các bạn ha. Rồi đó là rất là nhiều những cái trường hợp như thế này ạ. Ở đây thì nó cũng có một cái trường hợp đó là về doanh thu của hoạt động đặt cược, thì trường hợp này mình không yêu cầu các bạn làm trong tài liệu của các bạn có đó, trong tài liệu các bạn có giải cả cái bài tập này luôn á. Nhưng mà mình đang muốn nói với các bạn là gì ạ, cái tài liệu sách mà cô đưa á, đối với những cái hoạt động mà có hoạt động đặt cược này, có trò chơi trúng thưởng, tức là có thưởng ấy, tức là có người chơi thì sẽ được thưởng, có người thì sẽ không, thì nếu như mà khi mà có thưởng rồi thì cái doanh thu mà để các bạn làm gì ạ, doanh thu để các bạn làm cái căn cứ tính thuế á, thì nó làm không bao, các bạn cũng phải trừ đi cái tiền gì ạ, các bạn sẽ trừ đi cái tiền thưởng cho khách rồi các bạn nhé. Tức là doanh thu này các bạn phải trừ đi tiền thưởng này cho khách, và nếu như doanh thu này mà đã có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cái hoạt động này là nó chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì trong doanh thu đó nó sẽ bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và nó chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Nhưng mà tức là để chúng các bạn hiểu là gì, đối với những cái hoạt động dịch vụ mà trò chơi có thưởng thì doanh thu thu được chúng ta phải xác định sau khi mà chúng ta trừ đi cái giá cái tiền thưởng mà chúng ta đã trả cho khách. Và trong doanh thu đó thì đương nhiên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, là bởi vì sao ạ? Bởi vì hoạt động đặt cược là nó là những cái nhóm dịch vụ nằm trong đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và nếu như phương pháp tính thuế của nó là khấu trừ thì nó sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng, thì đó là một số cái trường hợp như vậy ạ. Nhưng mà thì chúng ta đã có được là gì? Các bạn đã xác định được là gì ạ? Tôi đã xác định được là thu nhập chịu thuế. Thu nhập của chịu thuế của tôi là gì ha? Thu nhập chịu thuế của tôi sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí hợp lý, hoặc là các bạn ghi là chi phí được trừ nhá. Các bạn có thể dùng một trong hai cái này ạ. Nhưng các bạn biết là chi phí thì cô sẽ không chấp nhận. Thôi, và cộng với thu nhập khác. Như vậy thì tôi đã xong doanh thu rồi. Bây giờ tôi sẽ đi đến cái chi phí hợp lý, chi phí được trừ này là như thế nào. Thì các bạn biết rằng là trong thực tế một doanh nghiệp hoạt động thì họ có rất nhiều những cái khoản chi phí phát sinh, nhưng đối với thuế chúng ta đang tìm hiểu ở trên góc độ là thuế ạ, các bạn nhé, không phải là kế toán. Còn sau này sinh viên kế toán thì sẽ được gặp cô sau ở trong những môn kế toán thuế là khác, nhưng ở đây chúng ta đang ở môn thuế thôi. Thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ các khoản chi nếu như những khoản đó nó không thuộc nhóm các khoản chi phí không được trừ. Như vậy lát nữa chúng ta sẽ được điểm qua những cái chi phí không được trừ. Ngoài cái nhóm chi phí không được trừ này thì những cái chi phí còn lại của doanh nghiệp mà nó phụ thuộc tới những cái điều kiện này ạ. Thứ nhất là gì ạ? Khoản chi phải thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy cái điều kiện đầu tiên của tôi để được trừ đó là gì ạ? Tôi đây phải là một cái khoản chi thực tế. Nó có phát sinh nhưng mà nó phải làm sao ạ? Nó phải liên quan đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ạ. Và thứ hai là gì? Nó phải thỏa mãn là khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Như vậy thì phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Phương pháp khấu trừ thì phải là có hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu tôi mua hàng thì tôi cũng phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. Và thứ ba là gì ạ? Những cái khoản chi mà có hóa đơn từng lần từ 20 triệu đồng trở lên thì phải bắt buộc là gì ạ? Khi thanh toán thì phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt. Tức là các bạn có thể thanh toán sử dụng bằng tiền gửi ngân hàng. Và ba cái điều kiện này này là nó phải đi đồng thời với nhau. Giả sử khoản chi của tôi nó phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh đấy,
tôi mua về nhưng mà khi mà nó lại không có hóa đơn, hoặc là cái hóa đơn đó là 50 triệu mà tôi lại thanh toán bằng tiền mặt, thì lúc này tôi cũng đều không thỏa mãn. Các bạn ha, như vậy nhắc lại cho các bạn là gì? Chi phí được trừ là chi phí liên quan, thực tế liên quan đến việc phát sinh ra cái hoạt động liên quan đến việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và thứ hai là gì ạ? Nó phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật ạ. Và thứ ba, nó phải là những cái khoản chi, nếu như mà nó có hóa đơn từng lần trên 20 triệu đồng thì nó bắt buộc phải thanh toán là không sử dụng tiền mặt cả lớp nhé. Nếu như thỏa mãn ba cái điều kiện đó thì nó sẽ là gì ạ? Chi phí được trừ của doanh nghiệp. Thì các em lưu ý cho cô là như vậy. Rồi, chúng ta còn có là gì ạ? Như vậy thì chi phí không được trừ, thì nếu như những cái chi phí không được trừ là khi xác định thu nhập chịu thuế, nó là khoản chi phí không đáp ứng đủ những cái điều kiện được trừ nêu trên. Như vậy thì ba cái điều kiện đó, nếu như những cái chi phí nó không đáp ứng được thì nó sẽ là chi phí không được trừ, thì chúng ta phải loại bỏ khỏi doanh nghiệp. Như vậy đó là lý do tại sao ạ? Đó là lý do tại sao mà chúng ta lại có cái sự khác biệt giữa kế toán. Như vậy thì kế toán của tôi, tôi là kế toán, tôi có doanh thu của tôi là 100, rồi chi phí ghi nhận trong tháng 4 vừa rồi của tôi là 80, và tôi tính được là gì ạ? Tôi tính được lợi nhuận trước thuế của tôi là bằng 20. Nhưng mà đối với thuế thì sao ạ? Đối với thuế tôi cũng có là doanh thu cũng là 100. Nhưng lúc này chi phí được trừ, cơ quan thuế kiểm tra trong cái đống chi phí 80 này này, liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đấy. Nhưng giả sử trong này có một cái hóa đơn mà 20 triệu lại thanh toán bằng tiền mặt, thì nó loại ra như vậy chi phí được trừ của nó chỉ có 60 thôi. Và lúc này nó sẽ có gì ạ? Nó sẽ có thu nhập chịu thuế của nó là chỉ bằng là bằng 40. Như vậy nếu theo kế toán thì anh phải nộp thuế là 20 nhân với 20% là bao nhiêu các bạn? Là 4 triệu. Nhưng mà lúc này của tôi là gì ạ? Nếu thuế sẽ kiểm tra lại thì lúc này anh phải thực tế nộp là gì ạ? 40 nhân với 20% là phải 8 triệu. Các bạn thấy chưa ạ? Như vậy thì trong một số trường hợp thì giữa anh kế toán và anh thuế nó sẽ có những cái sự ghi nhận khác nhau các bạn ha. Và bởi vì về bản chất là sao ạ? Thằng kế toán này nó sẽ theo luật kế toán ạ. Sẽ theo luật kế toán. Còn về thuế thì sao ạ? Thuế thì nó sẽ theo quy định của thuế các bạn ha. Quy định của thuế. Quy định của thuế. Rồi như vậy thì hai anh này nó sẽ có sự khác nhau trong một số trường hợp. Và ở đây thì trong cái thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính, người ta đã quy định rất là rõ những cái khoản chi phí không được trừ. Và cụ thể của nó là có đến 36 khoản mục chi phí ạ. Trong tài liệu của các bạn, trong cái giáo trình cô đưa cho các bạn tham khảo ấy, cũng liệt kê hết ra là 36 cái khoản mục không được trừ. Nhưng mà cô sẽ minh họa cho các bạn, lưu ý cho các bạn một số những cái khoản chi phí không được trừ đó là gì ạ. Chẳng hạn như thế này, các bạn nhìn lên đây ạ. Ví dụ như chi phí khấu hao tài sản cố định trong các trường hợp sau. Tài sản không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Kế toán bây giờ ở trong công ty có giả sử như là có mua một cái du thuyền cho ông giám đốc để ông ra Vịnh Hạ Long, ông đi du lịch gì gì đó trên vịnh chẳng hạn. Nhưng cái chi phí này, giám đốc của doanh nghiệp đấy, nhưng cái chi phí này nó không hề liên quan gì đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa của dịch vụ. Như vậy tôi không được phép khấu hao cái tài sản cố định đó, các bạn lưu ý không ạ? Rồi thứ hai là gì? Tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có rồi, tài sản mà mua về thì nó sẽ thuộc cái quyền sở hữu của doanh nghiệp. Nhưng ở đây là gì ạ? Trừ tài sản mà đi gì ạ? Trừ tài sản thuê mua tài chính. Như vậy thì tài sản thuê mua tài chính này này, tài sản thuê mua tài chính này nó sẽ không có cái quyền sở hữu của doanh nghiệp, tại vì chúng ta chỉ đi thuê thôi. Các bạn có quyền là đi thuê một cái dây chuyền sản xuất trong vòng 10 năm và các bạn trả ra số tiền là gì ạ? Các bạn trả số tiền là 100 triệu. Các bạn trả ra số tiền là 100 triệu đồng trong vòng 10 năm. Như vậy thì các bạn vẫn được tính khấu hao bình thường. Hàng năm các bạn vẫn tính khấu hao bình thường là 100 triệu. Các bạn chia cho 10, như vậy thì hàng năm các bạn vẫn phải được khấu hao là 10 triệu bình thường các bạn nhé. Mặc dù là nó sẽ không có cái giấy tờ chứng minh quyền sở hữu rồi, nhưng nó sẽ có những cái hợp đồng, những cái biên bản thỏa thuận liên quan đến cái việc mà chúng ta đi thuê tài chính này này. Thì đó là trường hợp này, các bạn lưu ý cho cô. Và tiếp theo là gì ạ? Tài sản không theo dõi trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Anh có một cái ô tô ở dưới 9 chỗ ngồi trong công ty để phục vụ cho những cái việc là về chở hàng hóa rồi chở nhân viên đi công tác này nọ đó, nhưng mà anh lại không theo dõi trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp, thì đương nhiên anh không được trừ rồi, mặc dù hàng năm anh vẫn tính khấu hao bình thường.
Mặc dù ô tô đó vẫn đang sử dụng cho gì ạ? Cho phục vụ cho những cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng mà trên sổ sách kế toán anh không hề có cái sự tồn tại của tài sản này, thì lúc này thuế sẽ không chấp nhận và thuế sẽ loại bỏ cái chi phí khấu hao đó ra khỏi các bạn nhé. Và tiếp theo là gì ạ? Phần trích khấu hao vượt quá mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thì các em lưu ý cho cô đó là gì ạ? Hiện nay thì chúng ta sẽ có đối với thuế, đối với kế toán thì người ta thường trích khấu hao theo gì ạ? Theo thời gian ước tính. Và thường thì đối với những cái môn học này hay nguyên lý kế toán cô vẫn hay giới hạn cho các bạn đó là phương pháp trích khấu hao đường thẳng ạ. Đó là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Chúng ta sẽ lấy nguyên giá. Chúng ta sẽ lấy nguyên giá tài sản cố định. Và chúng ta sẽ chia cho gì ạ? Chúng ta sẽ chia cho thời gian sử dụng ạ. Thời gian sử dụng ước tính thì nó sẽ ra là khấu hao. Nhưng mà hiện nay thì sao ạ? Đối với tài sản cố định thì theo một cái thông tư 45, đó là thông tư về quản lý tài sản cố định, thì nó sẽ quy định là chẳng hạn như là những cái tài sản A này thì thời gian của nó sẽ là sử dụng là 7 năm, rồi thời gian như cái tài sản B này thì thời gian sử dụng của nó sẽ khoảng là 10 năm chẳng hạn là như vậy, thì thuế sẽ theo cái thông tư 45 đó. Nhưng mà đối với doanh nghiệp thì sao ạ? Doanh nghiệp thì họ lại sử dụng theo cái thời gian ước tính, nên đối với kế toán trong một công ty thì có trường hợp kế toán thì công ty này họ được áp dụng là gì ạ? Cái tài sản cố định này được sử dụng trong vòng 10 năm. Công ty là được sử dụng trong vòng 10 năm. Nhưng mà lúc này thuế sao ạ? Thuế lại xem trên cái thông tư và thông tư 45 và kiểm tra thấy rằng là cái tài sản cố định này nó chỉ thuộc trong cái nhóm mà sử dụng của nó chỉ đến 8 năm thôi. 8 năm thôi. Thì lúc này đương nhiên cái chi phí này, giả sử những cái chi phí ở đây kế toán vẫn đưa vào chi phí bình thường. Nhưng đối với thuế thì sao ạ? Thuế sẽ chỉ lấy cái nguyên giá đó, cái nguyên giá của tài sản cố định này và người ta chia cho 8 năm và người ta sẽ tính khấu hao theo cái mức chi phí mà theo quy định của thuế thôi ạ. Thì đó là nó sẽ có những cái sự chênh lệch ạ. Rồi tiếp theo là gì ạ? Khấu hao đi thi rất hay có trường hợp này ạ. Đi thi các bạn gặp trường hợp này rất là nhiều, đó là khấu hao đối với tài sản cố định đã hết giá trị. Thì cụ thể như thế nào? Đây các bạn lưu ý cho tôi là gì ạ? Chúng ta đang trong những trường hợp này thì các bạn cũng cứ sử dụng khấu hao theo phương pháp đường thẳng cho cô thôi. Cô đang sử dụng là gì ạ? Tài sản cố định này, tài sản cố định này cô có nguyên giá là 100 triệu. Cô có nguyên giá là 100 triệu đồng và doanh nghiệp cô có ước tính cái thời gian sử dụng ạ. Thời gian sử dụng ước tính của cô là 10 năm. Như vậy thì hàng năm cô sẽ phải trích khấu hao là bao nhiêu ạ? Hàng năm cô sẽ trích khấu hao là 10 triệu. Hàng năm cô sẽ trích khấu hao là 10 triệu. Như vậy thì cô sẽ tiếp tục trích khấu hao trong vòng bao nhiêu năm cả lớp? Cô sẽ trích khấu hao này trong vòng bao nhiêu năm ạ? Thì cái tài sản cố định này nó sẽ hết cái giá trị của tài sản cố định này nó sẽ bằng không ạ. Giá trị còn lại nó bằng không trong vòng bao nhiêu năm ạ? Như vậy thì hàng năm tôi đưa vào chi phí là 10 triệu này và tôi đưa liên tục trong vòng bao nhiêu năm cả lớp? Thì 10 năm, cứ năm đầu tiên, năm thứ 1 tôi cũng được đưa vào chi phí khấu hao là 10 và tương tự như vậy cho đến năm thứ 10 của tôi đưa vào chi phí khấu hao là 10. Rồi như vậy tôi hỏi các bạn là đến năm thứ 11. Năm thứ 11 thì trên trên sổ sách cái giá trị còn lại của tài sản này bằng bao nhiêu ạ? Cái giá trị còn lại của tài sản này bằng bao nhiêu ạ? Bằng không ạ. Và bằng không. Rồi cô đang giả sử là bằng không, nhưng mà năm thứ 11, năm thứ 11 này kế toán vẫn đưa vào chi phí, vẫn đưa vào hạch toán chi phí khấu hao là bằng 10. Thì lúc này sao ạ? Thuế nó sẽ đối với cơ quan thuế thì sao ạ các bạn? Đối với cơ quan thuế thì họ sẽ loại bỏ ra cái chi phí này, bởi vì sao ạ? Cái phần mà khấu hao đối với tài sản khấu hao đã hết giá trị khấu hao thì sẽ không được xác định chi, không được thỏa mãn yêu cầu là chi phí được trừ. Như vậy thì khi mà đi làm bài, các em để ý cho cô là nếu như nó có một cái dòng là gì ạ? Khấu hao tài sản cố định là 20 triệu, trong đó có 10 triệu là giá trị khấu hao của cái tài sản đã hết cái thời gian sử dụng rồi, thì các em phải loại bỏ nó ra khỏi chi phí cho cô. Đó là những cái phần mà em phải lưu ý đối với tài sản cố định ạ. Rồi một số những cái chi phí hợp lý khác mà các em có thể biết chẳng hạn như là gì ạ? Chi phí gì đây ạ? Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được nhà nước ban hành trong định mức. Thì những bạn nào mà là sinh viên kế toán thì các bạn sẽ phải tìm hiểu cái định mức mức kế toán đối với từng ngành nghề. Giả sử như thế này thì các bạn hiểu là gì ạ? Định mức giả sử như tôi là một doanh nghiệp, tôi đang sản xuất về
quần áo, tôi là doanh nghiệp đang sản xuất may mặc về quần áo, thì tôi có một cái định mức là gì ạ? Tôi có một định mức chẳng hạn, một định mức của tôi đó là để mà sản xuất được một bộ quần áo này này, một bộ quần áo thì tôi sẽ có cái định mức đó là tối thiểu, tối đa của tôi là 2 mét vải thôi, là 2 mét vải thôi để sản xuất ra một bộ cái quần áo này thì tối đa của tôi là 2 mét vải thôi. Đây là cái định mức. Và giả sử như trong cái kỳ này tôi sản xuất bằng khi người ta tính ra, người ta kiểm tra thì tôi xuất đến 3,5 mét vải cho một cái bộ quần áo. Thì lúc này cái phần gì ạ? Cái phần mà vượt định mức 1,5 mét vải này sẽ bị loại ra khỏi cái chi phí nguyên vật liệu nha cả lớp. Như vậy thì ở đây người ta nói là phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa mà đã được quy định trong cái định mức ấy, thì chúng ta sẽ bị loại đi. Như vậy khi như vậy thì lúc này chi phí nguyên vật liệu của tôi chỉ được chấp nhận cho là gì ạ? Cho 2 mét vải thôi. 2 mét vải thôi các bạn ha. Như vậy thì các bạn lưu ý trong trường hợp đó cho cô ạ. Nói hay là gì ạ? Khi mà chúng ta chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thì chúng ta cũng sẽ không thỏa mãn ạ. Một trong trường hợp là gì ạ? Các em thấy là doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp mà có những cái số lượng lao động công nhân lớn chẳng hạn ấy, thường họ cũng thường có cái gì ạ? Đó là phần chi trang phục hàng năm. Thì nếu như phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn chứng từ. Nếu như mà tôi chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động ấy, tôi không có hóa đơn chứng từ thì tôi cũng sẽ không được đưa vào chi phí. Nhưng mà nếu mà chi trang phục bằng tiền cho người lao động thì sao ạ? Quá 5 triệu đồng một người trên một năm sẽ được không chấp nhận. Các em lưu ý là doanh nghiệp có thể chi trang phục bằng hiện vật. Ví dụ doanh nghiệp đi mua về quần áo, doanh nghiệp có thể đi mua hiện vật về là quần áo, rồi những cái phụ tùng, những cái phụ kiện mà để bảo hộ lao động ấy, doanh nghiệp có thể chi mua những cái này cho người lao động. Nếu như bằng hiện vật thì bao nhiêu cũng được, quy ra giá trị bao nhiêu bằng cũng được, miễn là anh phải có hóa đơn chứng từ thôi. Nhưng mà nếu như bằng tiền mặt thì tối đa chỉ là 5 triệu đồng thôi. Tôi đang giả sử như tôi có một cái doanh nghiệp của tôi có một cái khoản mục là chi chi tiền gì ạ? Trang phục cho chi trang phục cho nhân viên ạ. Tính ra là được 7 triệu đồng trên một người. Lúc này thì thuế sao ạ? Thuế nó chỉ chấp nhận cái chi phí đó là gì ạ? Thuế chỉ chấp nhận chi phí hợp lý là 5 triệu thôi. Như vậy thì 2 triệu này kế toán có thể được đưa nó vào chi phí, nhưng đối với thuế thì sẽ không chấp nhận để khi chúng ta xác định gì ạ? Để khi xác định thu nhập chịu thuế. Các em biết tại sao không ạ? Bởi vì thu nhập chịu thuế của các em sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí cộng với thu nhập khác. Và đương nhiên chi phí hợp lý, đương nhiên doanh nghiệp nó sẽ luôn luôn muốn cái anh này này, nó sẽ luôn luôn muốn cái anh này lớn nhất này, anh này lớn nhất, anh chi phí này lớn nhất thì anh này với sao ạ? Thì anh này với nhỏ nhất ạ. Và khi anh này nhỏ nhất thì thuế phải nộp của anh ta sẽ ít nhất các bạn. Các bạn ha, thuế phải nộp sẽ là ít nhất ạ. Như vậy thì đó là doanh nghiệp, người ta sẽ luôn luôn muốn làm sao để cái chi phí hợp lý này là cao nhất có thể, để làm gì ạ? Để cái thu nhập chịu thuế của chúng ta nhỏ nhất, bởi vì thuế nó sẽ được tính trên cái thu nhập tính thuế các bạn ha. Và khi mà cái này nhỏ nhất rồi thì thuế phải nộp sẽ nhỏ nhất, thì đó là cái thường là những cái mà lợi ích mà doanh nghiệp đang mong muốn. Do đó nên cơ quan thuế họ sẽ có những cái luật thuế, sẽ có những cái quy định cụ thể để mà kiểm soát được những cái vấn đề này trong doanh nghiệp ạ. Ở phần chi thưởng sáng kiến cải tiến mà doanh nghiệp không có trong quy chế ấy, quy định cụ thể, thì các em lưu ý đặc biệt là một số những cái doanh nghiệp mà có cái sự có vốn của nhà nước ấy, thì người ta sẽ có những cái chi những cái khoản chi nằm ở trong một cái quy chế chi tiêu nội bộ các bạn. Ví dụ như là chẳng hạn như là ở trường học ngày Tết sẽ được quy định là được thưởng là bao nhiêu, nó đã nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm rồi, hoặc là ngày thưởng 20 tháng 11 đó chẳng hạn. Ví dụ là những cái đó nó phải nằm ở trong gì ạ? Cái quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp, của đơn vị. Rồi hay là tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động trong những cái trường hợp đó là gì ạ? Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động đã hạch toán vào chi phí trong kỳ, nhưng thực tế lại không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán. Như vậy làm gì ạ? Tôi đã hạch toán nhưng mà tôi lại không chi trả, hoặc là tôi không có chứng từ thanh toán theo cái quy định của pháp luật, thì tôi thuế sau khi mà kiểm tra hồ sơ sổ sách thì người ta cũng sẽ loại bỏ ra khỏi cái chi phí, được trừ ạ? Hay là chi tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ mà người lao động mà lại không được ghi cụ thể vào cái điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong các hồ sơ ạ. Tức là nếu như trong hồ sơ của người lao động, trong những cái hợp đồng này chúng ta có những cái thỏa thuận này rõ ràng cụ thể thì chúng ta mới được chấp nhận những cái phần này các bạn ha. Rồi tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì
Nếu như công ty mà có một người làm chủ ấy, hoặc là công ty doanh nghiệp tư nhân ấy, thì cái tiền lương đó không được tính vào chi phí cả lớp nhá. Kế toán thì được ghi nhận vào chi phí thôi ạ, còn thuế thì sẽ không được ạ. Nhưng mà tôi là một cái chủ doanh nghiệp tư nhân này, tôi lại đi thuê một ông B khác để làm giám đốc. Tôi thuê một ông khác làm giám đốc và hàng tháng tôi trả cho ông ấy 10 triệu, thì 10 triệu đó lại được ghi nhận vào chi phí. Thì thuê nó có như rất nhiều những cái mà nó khá là phức tạp. Chúng ta khi mà đi vào thực tế thì chúng ta phải tìm hiểu rất là nhiều. Còn trên cái góc độ này thì cô trò chúng ta đang chia sẻ với nhau để tìm hiểu những cái liên quan đến cái luật thuế ha. Còn đặc biệt là những cái sinh viên kế toán thì cô nghĩ rằng là nếu như những cái bạn sinh viên kế toán mà để mà ra trường làm tốt được cái nghiệp vụ của mình thì đòi hỏi các bạn đó phải được nghiên cứu về thông tư rất là kỹ lưỡng, rồi các cái văn bản và quan sát theo dõi những cái nghiệp vụ thực tế khi mà đi làm. Rất là nhiều khoản chi phí ha. Rồi, đại loại là những cái chi phí nào mà nó không liên quan đến cái việc mà sản xuất hoạt động kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ hoặc là nó thanh toán bằng tiền mặt, nếu như có trị giá là 20 triệu đồng thì các em lưu cho cô là nó sẽ không thỏa mãn ạ. Rồi hay là gì ạ? Hay là trường hợp này các em cũng lưu ý cho cô đó là gì ạ? Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc là tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất do cơ bản do Ngân hàng Việt Nam công bố. Như vậy là gì ạ? Doanh nghiệp có quyền đi vay vốn sản xuất kinh doanh từ những cái tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng, tức là không phải là những cái tổ chức như là quỹ tín dụng hay là ngân hàng nhà nước với các ngân hàng thương mại ra, có thể đi vay cá nhân. Nhưng mà sao ạ? Lãi suất nó chỉ được chấp nhận đó là gì ạ? Không quá 150 mức lãi suất cơ bản do nhà nước Việt Nam ban hành tại thời điểm đó. Đây tôi lấy một ví dụ cụ thể là gì ạ? Doanh nghiệp Bình Minh vay vốn của ông Tuấn Kiệt, như vậy đây là vay vốn của cá nhân ạ. Cá nhân này không phải là một tổ chức tín dụng và cũng không không phải là một tổ chức cho vay các bạn ha. Doanh nghiệp này đi vay vốn của ông Tuấn Kiệt thì với tổng số tiền là 1 tỷ, và lãi suất doanh nghiệp phải trả cho ông này là 30% trên một năm, cao không? Vay cá nhân phải trả là 30% trên một năm. Như vậy thì thời điểm này lãi suất cơ bản ngân hàng Việt Nam chúng ta công bố là 9% trên một năm thôi. Như vậy thì lúc này doanh nghiệp chỉ được tính chi phí lãi vay. Doanh nghiệp chỉ được tính chi phí vậy lãi vay được trừ là bao nhiêu đây các bạn? Tối đa là gì ạ? Không quá 150 mức lãi suất. Như vậy thì trong này là có 30% mà thực tế tôi là 9% thôi. Như vậy thì trong trường hợp này tôi chỉ được lấy mức tối đa nhất thôi, đó là 9% nhân với 1,5 ạ. Như vậy thì mặc dù tôi vay với cái mức lãi suất là 30% trên một năm, nhưng mà thuế chỉ cho tôi được trừ vào trong cái chi phí hợp lý là bao nhiêu thôi ạ? Là 13,5% này tôi sẽ nhân với 1 tỷ lên các bạn ha. Nhân với 1 tỷ ạ. Thì đó là đối với cái phần khống chế về chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp ạ. Bởi vì phải có sự kiểm soát như thế này ạ. Chứ nếu không thì lúc này các bạn thấy chi phí của nó mà là 30% thì nó rất là cao các bạn ha. Và nhà nước mà không kiểm soát kỹ thì nhà nước sẽ không có thể thu được những cái thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp được ạ. Và nếu như tôi không kiểm soát được thì chắc gì nếu như đây người nào, doanh nghiệp này quen với ông này, chắc gì mà tôi đã phải vay là 30%. Do đó nên nhà nước chúng ta phải có một cái chế tài quy định cụ thể, và ở đây đó là cái mức mà không quá 150% ạ. Rồi rất nhiều những khoản khác các bạn đọc ở trong cái thông tư 78 cho cô, hoặc là trong tài liệu mà cô gửi cho các bạn cái cuốn giáo trình tham khảo đó, người ta quy định rất là rõ nhé. Rồi chúng ta có gì ạ? Chúng ta sẽ có rất nhiều những khoản chi phí này. Rồi, thu nhập khác. Thu nhập khác bữa trước nói với chúng ta ở buổi học đầu tiên rồi ạ. Trong doanh nghiệp thì ngoài cái thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, họ có rất nhiều những cái thu nhập khác mà chúng ta thấy ạ. Chẳng hạn như thu nhập gì ạ? Từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán. Các bạn có đầu đầu tư vốn vào một cái công ty A nào đó và một vài năm sau các bạn lại không có muốn đầu tư nữa, các bạn đi chuyển nhượng vốn, các bạn đi chuyển nhượng cái vốn này cho một người B nào đó, thì lúc này cái số tiền thu được từ cái chuyển nhượng vốn của các bạn thì nó sẽ là cái thu nhập khác các bạn ha, công ty cũng đó sẽ là thu nhập khác của các bạn. Tuy nhiên thì trước đây chúng ta chuyển nhượng vốn, trước đây của chúng ta là gì ạ? Cái vốn đó của trước đây của chúng ta là 10 tỷ. Thì bây giờ các bạn có là 12 tỷ thì đương nhiên cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn này của các bạn nó chỉ là 2 tỷ thôi chứ không phải là 12 tỷ nhé. Bởi vì trước đây của chúng ta đã là 10 tỷ rồi. Thì các bạn lưu ý cho cô là như vậy ạ.
Rồi hay tương tự như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Rồi thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư ạ. Chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Rồi thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Rất là nhiều những cái thu nhập khác ha. Thu nhập cho thuê tài sản dưới mọi hình thức. Thì doanh nghiệp của các bạn có một cái nhà kho. Doanh nghiệp của các bạn thì đang kinh doanh hoạt động bình thường, nhưng mà các bạn lại trong cái năm này thì các bạn cái quy mô sản xuất của các bạn nó hẹp đi, các bạn lại cho thuê một cái nhà kho ha, các bạn cho thuê ạ, kho này các bạn cho thuê, thì cái số tiền mà các bạn thuê được từ cái nhà kho này mà sau khi các bạn cũng trừ đi những cái chi phí mà nó liên quan đến cái việc mà để vận hành cái nhà kho đó thì các bạn cũng đưa nó vào trong thu nhập khác các bạn nhé, và nó được gọi là thu nhập từ thuê cho thuê tài sản dưới mọi hình thức ạ. Rồi thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản, các loại giấy tờ có giá trị khác. Thì tôi vừa nói rồi, ví dụ như cái ví dụ tôi vừa nói với các bạn là tài sản cố định này, tôi có nguyên giá là 100 triệu ạ. Và tôi sử dụng trong vòng 10 năm. 10 năm, và như vậy thì năm thứ 11, năm thứ 11 trên sổ sách của tôi thì cái tài sản cố định này nó không còn giá trị, còn giá trị còn lại của nó bằng không ạ. Giá trị còn lại của nó sẽ bằng không ạ. Như vậy thì lúc này tức là trên sổ sách của tôi cái tài sản này nó đã hết cái giá trị rồi. Và tôi đi thanh lý, nhưng mà tôi đi thanh lý về tôi bán được 30 triệu. Tôi đi thanh lý tôi bán được 30 triệu chẳng hạn. Tôi đi thanh lý tôi vẫn bán được 30 triệu luôn. Và trong khi đó thì tôi có cái chi phí vận chuyển ấy, thì tôi mất mất 3 triệu chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ đưa 27 triệu này. Các bạn sẽ đưa 27 triệu này vào trong cái thu nhập từ việc thanh lý tài sản các bạn ha. Rồi hay là gì ạ? Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá. Thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được. Chênh lệch tỷ giá thế tức là gì ạ? Trước đây khách hàng gì ạ? Trước đây khách hàng đang nợ các bạn là bao nhiêu ạ? Trước đây khách hàng đang nợ các bạn với lúc mà tỷ giá đang là 23.000 đồng thôi. Và khi này đến lúc thời điểm mà khách hàng thanh toán cho các bạn thì tỷ giá nó đã lên là 25.000 đồng chẳng hạn. Thì cái khoản chênh lệch này nó cũng sẽ được đưa vào, nó sẽ cuối năm nó sẽ được đánh giá lại và nó sẽ đưa vào trong cái thu nhập mà gì ạ? Về chênh lệch tỷ giá ha. Rồi hay là khoản nợ khó đòi đã xóa được mà đã xóa rồi nay lại đòi lại được. Thì giống như cô nói với các bạn là 5 năm trước các bạn có một cái khoản nợ phải thu khó đòi và các bạn đã không thể đòi được nên các bạn đã dùng cái dự phòng nợ khó đòi để các bạn bổ sung vào nó, các bạn xóa sổ cái khoản nợ đi rồi. Và 5 năm sau vô tình một ngày đẹp trời thì cái con nợ đó lại thanh toán cho công ty của các bạn thì lúc này nó được coi là một cái khoản thu nhập khác của doanh nghiệp. Rồi khoản nợ phải xác định phải trả, không xác định được chủ nợ. Nhưng mà thực ra thì cũng rất là khó, chẳng có trường hợp nào rất là hy hữu trường hợp mà chúng ta không xác định được chủ nợ các bạn ha. Tuy nhiên thì nó vẫn nằm ở trong đấy ạ. Rồi còn một trường hợp, rất là nhiều các trường hợp nhưng mà cô lại muốn nói với các bạn đó là về trường hợp này ạ. Chúng ta còn có một trường hợp đó là gì ạ? Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế, đó là gì ạ? Chênh lệch giữa thu về tiền phạt và tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế. Thì các em lưu ý cho cô là như thế này ạ. Dạ, nếu như mà trong năm 2019 các em có ký hợp đồng với công ty B ạ, mà các em bị vi phạm, công ty của chúng ta vi phạm nhé. Nếu như mà chúng ta vi phạm hợp đồng này và chúng ta phải bồi thường là 10 triệu, bồi thường là 10 triệu. Thì 10 triệu đồng này kế toán được ghi nhận vào chi phí nhưng thuế nó không cho đây là chi phí hợp lý, đối với thuế thì sẽ không chấp nhận các bạn ạ, thuế thì sẽ không chấp nhận. Nhưng ngược lại là gì ạ? Khi mà chúng ta thu, cô đang giả sử là trong kỳ này các bạn là công ty A, các bạn ký hợp đồng với B ạ, hợp đồng với B và cái thằng B này nó vi phạm, nó phải bồi thường cho các bạn là 10 triệu. Thì lúc này 10 triệu này các bạn sẽ được ghi nhận vào là gì ạ? Chúng ta là công ty A ký hợp đồng với B và trong thỏa thuận là nếu như một bên trong hai bên vi phạm cái đơn phương vi phạm hợp đồng thì lúc này phải bồi thường là 10 triệu. Và cô đang giả sử là vì một cái rủi ro nào đó nên B này đã bị vi phạm hợp đồng và B này phải bồi thường cho các bạn là 10 triệu thì 10 triệu này của các bạn được đưa vào thu nhập khác ạ. Hoặc là trong kỳ này nếu như mà các bạn có gì ạ, có một cái gì ạ, thu về tiền phạt các bạn thu về 10 triệu này thì các bạn nhớ là gì ạ, các bạn được đưa nó vào thu nhập khác. Nhưng nếu như mà các bạn bị vi phạm hợp đồng, các bạn mà bị vi phạm hợp đồng thì vi phạm hợp đồng này nó không được đưa vào chi phí nha cả lớp. Lưu ý cho cô như vậy ạ. Thì đó là những cái khoản thu nhập khác mà cô nói với các bạn.
hay là gì ạ? Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu nhập khẩu của hàng hóa đã thực hiện xuất khẩu nhập khẩu phát sinh trong năm quyết toán thuế. Tức là khi mà chúng ta đã xuất khẩu nhập khẩu những cái hàng hóa này nó đã phát sinh rồi á và chúng ta được hoàn lại thì nó cũng được là thu nhập khác ạ. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ đi chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ này. Tương tự như thanh lý đó, tức là khi mà chúng ta có một đống phế liệu hoặc là phế phẩm mà chúng ta đi tiêu thụ mà chúng ta lại thu được về và trừ đi những cái chi phí liên quan đến việc tiêu thụ đó thì nó sẽ được đưa vào trong thu nhập khác ạ. Rất là nhiều những khoản thu nhập khác đó các bạn nhé. Rồi thu nhập miễn thuế thì thu nhập miễn thuế này thì các em hiểu là gì ạ? Đó là hiện nay thì trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã đưa ra rất nhiều những cái thu nhập về miễn thuế. Đó là những cái đối tượng cụ thể, ví dụ như là gì ạ? Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổ chức được thành lập theo luật của hợp tác xã, hay là rất nhiều những cái thu nhập gì ạ? Khoản tài trợ nhận được sử dụng cho hoạt động giáo dục này, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và những cái hoạt động xã hội khác. Thì tất cả những cái thu nhập miễn thuế này thực sự thì nó rất là bao quát, rất là nhiều, và chỉ khi nào mà nếu mà những nhân viên kế toán họ đi làm ở trong một cái lĩnh vực cụ thể á thì họ sẽ nghiên cứu nghiền ngẫm thật kỹ những cái thông tư đó để họ tìm hiểu về cái một cái đối tượng đó thì nó sẽ dễ dàng hơn là chúng ta ha. Tuy nhiên thì đây là để trình bày để các em biết được rằng là gì ạ, những cái thu nhập này nó sẽ nằm trong đối tượng miễn thuế, chẳng hạn như gì ạ, cái thu nhập từ hoạt động dạy nghề cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Tức là ví dụ như cô lấy một cái trường hợp là gì ạ, ở bên hội người mù Lâm Đồng của chúng ta đó, bên bên đó hội người mù thì có một cái dịch vụ đó là về massage, đó là do những em những bệnh nhân, những cái người mà bị khuyết tật đấy các bạn, không nhìn thấy đó, họ đã ăn họ gì ạ, họ sẽ thực hiện cái việc là massage cho khách đó. Thì đương nhiên là khi đến để mà sử dụng dịch vụ đó thì chúng ta phải trả tiền, và cái tổ chức hội người mù này thì họ sẽ thu được cái số tiền đó. Thì khi mà cái những cái thu nhập đó nó được là nằm trong cái đối tượng là thu nhập miễn thuế các bạn ha. Thì đó là những trường hợp mà các bạn nắm được ạ. Còn đương nhiên là những cái anh này thì nó được quy định rất là cụ thể trong luật số 32 rồi, và thậm chí nó được bổ sung ở trong thông tư 78. Bạn nào mà quan tâm đến thì các bạn nghiên cứu rất là kỹ cho cô những cái thu nhập đó các bạn ha. Rồi, đó là thu nhập về đó là thu nhập tính thuế ha. Tức là gì ạ? Chúng ta nhắc lại. Chúng ta đã đi xong về phần rồi, chúng ta đã có gì ạ? Thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế thì sẽ bằng là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập miễn thuế ạ. Và trừ đi lỗ kết chuyển. Và thu nhập chịu thuế thì bằng là doanh thu trừ đi chi phí được trừ và cộng với thu nhập khác. Ba anh này chúng ta đã xong rồi ha. Ba anh này chúng ta đã xong rồi. Thì anh miễn thuế chúng ta cũng vừa giới thiệu với các bạn. Như vậy anh này thì xong ở đây rồi. Như vậy chúng ta sẽ còn lỗ kết chuyển. Lỗ kết chuyển này nhìn thì đơn giản nhưng mà thực tế là sao ạ? Thực tế của nó để mà đi vào cụ thể thì nó rất là khó các bạn ha. Lỗ là gì ạ? Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế, chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển. Tức là đây, giả sử như đến lúc thu nhập tính thuế này mà tôi ra được là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập miễn thuế, và thông thường của tôi á, thường thì thu nhập miễn thuế nếu như không có tại cái bước này này của tôi mà ra một con số mà nhỏ hơn không á, tại đây mà tôi ra được anh này nhỏ hơn không thì tôi được gọi là gì ạ, được gọi là âm. Là như vậy thì nó sẽ là chênh lệch âm. Và các bạn thì hay nói với nhau là gì ạ, doanh nghiệp mà bị lỗ thì sẽ không phải đóng thuế. Thì đó, cụ thể lỗ là gì ạ? Lỗ là lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế. Tức là tại cái bước này này, các bạn ra thu nhập tính thuế thì nó nhỏ hơn không á. Nhưng mà thực ra thì theo cô nghĩ là cũng ít những cái doanh nghiệp mà họ có cái thu nhập miễn thuế này. Nên thường đến cái bước mà doanh thu trừ đi chi phí này này, mà các bạn đã ra âm rồi á, thì trong kỳ này các bạn được gọi là lỗ ha. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Nhưng mà đối với lỗ, chúng ta lại đang làm gì ạ? Đây là chuyển lỗ ạ. Giả sử các bạn hiểu là năm nay tôi
Có thu nhập của tôi năm nay tôi có gì ạ? Tôi có thu nhập là 100 triệu. Rồi năm trước tôi bị lỗ là gì ạ? Tôi bị lỗ 20 triệu. Thì lẽ ra năm nay tôi phải đóng thuế là 100 nhân với 20% là bằng 20 triệu ạ. Nhưng mà tôi sẽ được chuyển lỗ là năm nay tôi sẽ lấy 100, tôi trừ đi lỗ năm trước là tôi còn lại 80 triệu. Tôi nhân với 20% thôi ạ. Các bạn ha. Như vậy là tôi còn 80 triệu, tôi nhân với 20% thôi, như vậy là tôi phải đóng là 16 triệu. Như vậy thì tức là nếu như vậy thì cái đoạn mà từ 100 trừ đi 20 này nó sẽ được gọi là chuyển lỗ ạ. Và cụ thể ở đây là gì ạ? Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế cả năm mà bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Như vậy tôi được chuyển nhưng phải chuyển sao? Tôi phải chuyển toàn bộ và chuyển liên tục vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thì đó là cái phần về chuyển lỗ ạ. Nhưng mà sao ạ? Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm sau năm phát sinh lỗ. Đây, như vậy thì các bạn sẽ thấy như thế này ha. Để cô sẽ thêm một cái slide cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ coi ạ. Tức là doanh nghiệp sẽ được tiếp tục chuyển lỗ liên tục và toàn bộ ha. Tôi đang lấy ví dụ gì ạ? Lấy ví dụ này cho nó đơn giản hơn ha. Năm nay là năm tôi có năm 2015. Rồi năm 2015 của tôi. Này, rồi tôi qua năm 2016, 2017, 2018 ạ và 2019 rồi 2020. 1 2 3 4 5 rồi. Năm 2015 này doanh nghiệp của tôi bị lỗ 100 triệu. Lỗ 100 triệu ạ. Và năm 2016 thì tôi có lãi là 20 triệu. 20 triệu đồng. Và năm 2017 thì tôi lãi là 50 triệu. Tôi lấy ví dụ như vậy ha. Rồi, và tương tự như vậy thì những năm sau này thì đây tôi là năm 18 tôi lãi 100 triệu chẳng hạn. Rồi, tôi lấy ví dụ như vậy thôi. Như vậy thì nếu như năm này của tôi là 100 triệu thì tôi sẽ được chuyển lỗ cho những năm tiếp theo liên tục và không quá bao nhiêu ạ? Không quá 5 năm. Như vậy thì 100 triệu này có chuyển hay không chuyển hết thì tôi cũng chỉ được chuyển đến hết năm bao nhiêu ạ? Hết năm 2020 thôi. Như vậy là 5 năm là kể từ năm sau phát sinh nha các bạn ha. Năm 2015 này thì tôi bị lỗ 100 triệu. Như vậy thì đến năm 2016 này tôi sẽ được chuyển toàn bộ ạ. Như vậy tôi lãi 20 triệu thì lẽ ra tôi phải đóng thuế trên 20 triệu này. Nhưng mà do năm trước tôi bị lỗ nên tôi sẽ được chuyển ạ. Tôi sẽ được chuyển lỗ và cụ thể đây tôi được chuyển 20 triệu. Như vậy năm nay tôi sẽ không đóng thuế. Tương tự như vậy sau khi chuyển 20 triệu này thì tôi còn bao nhiêu các bạn? Sau khi chuyển 20 triệu này thì tôi còn lỗ lũy kế của tôi là bao nhiêu ạ? Còn lỗ bao nhiêu nữa cả lớp? Dạ 80 triệu. Cái số lũy kế này tôi được chuyển. Đúng rồi, tôi được chuyển liên tục trong 5 năm. Như vậy tôi đã chuyển 20 triệu rồi thì tôi vẫn đang còn lỗ lũy kế của tôi là 80 triệu ạ. Rồi như vậy thì đến năm 2017 này tôi có lãi 50 triệu. Thì lúc này tôi vẫn được chuyển toàn bộ và cụ thể tôi sẽ được chuyển bao nhiêu ạ? Tôi sẽ chuyển bao nhiêu cả lớp? Tôi được chuyển lỗ bao nhiêu ạ? Chuyển 50 triệu. Đúng rồi, tôi sẽ được chuyển 50 triệu. Và lúc này tôi còn lũy kế là lỗ bao nhiêu ạ? 30 triệu. Tôi còn 30 triệu. Như vậy thì đến năm 2018 tôi đang lãi là 100 triệu này và tôi chỉ được chuyển lỗ bao nhiêu thôi ạ? 30 triệu. Tôi được chuyển lỗ 30 triệu. Như vậy thì tại cái thời điểm này tôi phải đóng thuế bao nhiêu các bạn? Tôi phải đóng 70 thuế là triệu. bao nhiêu ạ? Đúng rồi, tôi sẽ phải đóng thuế là 70 triệu các bạn ha. Thì đây, đó là sơ một cái minh họa cơ bản mà cô giới thiệu cho các em về chuyển lỗ thôi. Nhưng mà các em phải hình dung cho cô đó là gì ạ? Cái lỗ này nó sẽ được chuyển liên tục. Và nhưng mà nó phải được chuyển toàn bộ ạ. Và trong vòng 5 năm, được chuyển liên tục trong vòng 5 năm. Sau năm thứ 5 này thì tôi sẽ không được chuyển lỗ nữa. Nhưng mà các em lưu ý nếu như giả sử đến một năm mà tôi không chuyển lỗ thì tất cả những năm sau tôi sẽ không được chuyển nữa. Đó là quy định của thuế ấy. Bởi vì sao ạ? Tôi đang giả sử nếu mà năm 2017-18 này doanh nghiệp của tôi đang thuộc là về miễn thuế. Lúc này tôi không chuyển bởi vì tôi miễn thuế mà đằng nào tôi cũng không phải nộp thuế. Nhưng đến năm 2019 tôi không được miễn thuế nữa mà tôi mới đi chuyển số lỗ của năm 2015. Thì có phải là khi mà tôi chuyển về đây thì thuế tôi phải nộp rất là ít đi không ạ? Như vậy thì nhà nước sẽ không kiểm soát được vấn đề này. Do đó đặt ra là gì ạ? Lỗ sẽ được chuyển nhưng mà sẽ phải chuyển liên tục.
và trong vòng tối đa là 5 năm các bạn nhé. Thì đó là phần chuyển lỗ, thì chúng ta tìm hiểu với nhau như vậy thôi. Còn cô cũng sẽ không đi kỹ sâu vào những cái vấn đề này nữa. Còn những phần này là đây là phần ví dụ thôi, các bạn đọc ở trong slide của các bạn ạ. À, thuế suất ạ. Như vậy thì chúng ta đã xong hết rồi. Có thu nhập, thuế phải nộp thì ạ. Chúng ta có thuế phải nộp thì bằng thu nhập tính thuế ạ. Chúng ta có thuế phải nộp thì bằng thu nhập tính thuế. Nhân với gì ạ? Nhân với thuế suất. Xong thằng này rồi thì thằng thuế suất này, thuế suất hiện nay là 20%. Trừ gì ạ? Một số những hoạt động như là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam. Bởi vì những cái này nó liên quan đến cái tài nguyên của đất nước nên các bạn phải thuế suất rất cao ạ. Là nó sẽ khoảng từ 32-50% tùy vào từng cái ngành cụ thể. Hoặc là một số những cái hoạt động như là về tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm. Thì những cái doanh nghiệp đó về cái mức thuế suất các bạn thấy không? Cao cực kỳ luôn, là 50%. Ví dụ như lợi nhuận là 100 triệu thì phải đóng thuế là 50 triệu. Và mình nghĩ 50% là hợp lý rồi ạ, đối với những cái ngành nghề như vậy. Tuy nhiên thì là sao ạ? Đơn vị sự nghiệp này, đơn vị sự nghiệp đây, ví dụ như là trường, các cái trường học này, cả lớp. Tổ chức khác không phải là doanh nghiệp hoặc là doanh nghiệp nộp thuế. Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ, có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng sao ạ? Lại không xác định được chi phí thu nhập của hoạt động kinh doanh thì họ sẽ khai thuế thu nhập cá nhân tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ. Tức là sao ạ? Một số những cái hộ cá nhân kinh doanh mà họ cũng lại không kiểm soát được cái chi phí và thu nhập của họ thì họ phải khai thuế theo cái doanh thu. Ví dụ như một cái dịch một hộ kinh doanh về cho thuê về quần áo, gọi là trang phục biểu diễn đi. Như giả sử ha, về trang phục biểu diễn của họ. Thì lúc này họ sẽ có doanh thu và họ sẽ phải tính trên trực tiếp trên cái phần trăm doanh thu đó. Thì đối với những cái ngành bao gồm gì ạ? Dịch vụ thì 5%, trong đó thì giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật thì nó còn là 2% thôi cả lớp nhé. Ở kinh doanh hàng hóa thì là 1% ạ, ngoài hai anh này ra. Ngoài những cái nó nằm không phải dịch vụ, không phải kinh doanh hàng hóa ra thì những cái hoạt động khác tất cả nó sẽ là 2%. Tuy nhiên thì cả lớp nhớ cho cô cái này là đủ rồi. Các bạn nhớ cho cô cái này là đủ rồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ có một ưu đãi thuế này. Ưu đãi thuế này các bạn đọc ở trong sách ha. Ưu đãi thuế là gì ạ? Tức là các em hiểu rằng là gì ạ? Trong một cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì nhà nước sẽ đưa ra những cái ưu đãi. Và ưu đãi thuế này thì nó được có những cái hình thức, đó là gì ạ? Ưu đãi về thuế suất. Chẳng hạn như là hiện nay đang là 20%, nếu như tại những cái vùng mà có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, thì nhà nước đang quy định là 10 năm đầu tiên mà anh đầu tư ở đó thì anh sẽ có cái ưu đãi thuế suất là 17% chẳng hạn, hoặc là 15%, cô lấy ví dụ như vậy, tức là về thuế suất. Hoặc là ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế, hoặc là những cái khu vực nào, những cái ngành nghề mà nhà nước đang cần khuyến khích, đang cần nó khuyến khích nó phát triển thì sẽ giảm thuế trong vòng 5 năm đầu chẳng hạn, hay là những cái dự án đầu tư liên quan đến những cái ngành nghề mà đang nằm trong cái sự khuyến khích của nhà nước thì sẽ có cái thời gian miễn thuế là bao nhiêu. Rồi ưu đãi về giảm thuế, chẳng hạn như là thuế phải nộp là 20 triệu nhưng mà là cái ngành nghề này nó đang được ưu đãi thì sẽ được giảm đi. Thì đó là những cái hình thức ưu đãi. Cái phần này thì các bạn, nó có rất nhiều trong luật, các bạn có thể đọc để tham khảo thêm, hoặc là các bạn lên các trang web các bạn tìm hiểu nhé. Đây là một số cái ưu đãi về thuế này. Ở đó là phần về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng mà trước khi mà để kết thúc phần thuế thu nhập doanh nghiệp này, cô muốn nói với lớp một chút về chi phí. Bởi vì các em học quản trị có thể các em sẽ không còn nhớ nhiều nữa về chi phí ạ. Bây giờ cô hỏi các bạn này, cô là một doanh nghiệp sản xuất. Một doanh nghiệp sản xuất ạ. Cô là một doanh nghiệp sản xuất ạ. Doanh nghiệp sản xuất này thì chúng ta phải có cái quy trình như thế nào các bạn hả? Bạn nào cho cô biết một doanh nghiệp sản xuất thì để sản xuất ra một cái sản phẩm chúng ta phải có quy trình như thế nào ạ? Đấy, bạn nào? Thì cô gồm 3 quy trình, đó là mua nguyên vật liệu sản xuất và bán. Rồi. Quỳnh đúng không? Chúng ta sẽ đi mua. Mua thì mua rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ gì ạ? Sản xuất và chúng ta sẽ tiêu thụ.
Đi mua ở đây thì chúng ta mua những cái gì? Bạn nào có thể kể ạ? À? Thì cô là mua nguyên vật liệu trang thiết bị. Mua nguyên vật liệu này, rồi mua trang thiết bị này, trang thiết bị này, công cụ dụng cụ này, rồi máy móc này, tài sản cố định rất là nhiều ha. Và chúng ta mua dịch vụ mua ngoài, điện nước tất cả là mua ngoài. Và sản xuất tức là chúng ta phải là tập hợp chi phí và gì nữa các bạn? Tập hợp chi phí để xác định gì ạ? À, giá thành sản xuất. Giá thành sản xuất. Và tại khâu tiêu thụ này, tức là chúng ta đang đi bán hàng, thì các bạn sẽ phải xác định kết quả kinh doanh. Thuế nó liên quan đến đây. Đây là thuế, nó sẽ liên quan ở anh này. Nhưng mà để đến xác định kết quả kinh doanh này thì tôi mua nguyên vật liệu về, tôi phải tập hợp tất cả những cái anh này thành chi phí để tôi tính được là một cái sản phẩm đó tôi sản xuất ra với cái giá thành là bao nhiêu. Thì từ giá thành này tôi sẽ tính được cái gì cả lớp? Giá thành này tôi sẽ tính được cái gì ạ? Tính được gì cả lớp? Giá thành đó tôi tính được gì ha? À, 1.000 sản phẩm A này với cái giá thành là 25.000 đồng trên sản phẩm. Đó, cô lỡ tay cái bút rồi nó lại mất mà cả. Rồi bây giờ nhắc lại cho các bạn đi hả? Bạn Quỳnh vừa nói đó là một doanh nghiệp về sản xuất. Một doanh nghiệp sản xuất của các bạn thì nó có 3 khâu, đó là gì ạ? Chúng ta phải đi đi mua các bạn ha. Doanh nghiệp sản xuất của các bạn thì có 3 khâu. Đó là chúng ta sẽ đi mua. Rồi chúng ta sẽ phải đi mua. Rồi sản xuất và tiêu thụ. Và tiêu thụ. Rồi như vậy thì đây là một cái quy trình sản xuất và khâu tiêu thụ này các bạn sẽ phải xác định kết quả kinh doanh ạ. Và từ đây thì nó sẽ là cái cơ sở cho thuế. Do đó đi các bạn, nhưng mà các bạn phải tính được từ mua, từ sản xuất thì các bạn mới tập hợp xong được chi phí và từ đây các bạn tính được giá thành ạ. Và từ giá thành này các bạn mới có căn cứ để các bạn có được giá bán và các bạn có tiêu thụ. Như là tôi lấy một ví dụ này cụ thể hơn đi nhé. Tôi lấy một ví dụ ạ. À, tôi đi sản xuất ạ. Tôi sản xuất được 1.000. Tôi sản xuất được 1.000 sản phẩm. Tôi sản xuất được 1.000 sản phẩm A với giá thành. Và giá thành tức là cái giá mà tôi tập hợp chi phí, tôi tập hợp các chi phí tôi tính ra được ấy, là 25.000 đồng trên sản phẩm ạ. Rồi, bây giờ tôi đi bán. Tôi bán 900 sản phẩm A. Phẩm A với giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, chưa thuế giá trị gia tăng ạ. Giá trị gia tăng là 55.000 đồng trên sản phẩm. Đợi bây giờ cô hỏi cả lớp, tôi có doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Doanh thu bằng bao nhiêu các bạn? Ở trong trường hợp này thì tôi có doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Bạn Hoài Linh. Bạn Hoài Linh không có ạ. Rồi bạn khác ha. À, bạn Nguyễn Đức Nam ạ. Những cái bạn mà gọi tên không có nên là các bạn đang vắng ha. Rồi bạn gọi thử mấy bạn nam coi. Ở Dương Đình Hưng ạ. Bạn Dương Đình Hưng có không ạ? À, những cái bạn mà cô gọi 2 lần mà các bạn không có, tức là các bạn đang vắng buổi học ngày hôm nay nhé. Rồi, bạn Lê Văn Sáng. Rồi, doanh thu bằng bao nhiêu bạn Lê Văn Sáng ạ? Vậy là những cái bạn mà nãy giờ cô gọi là các bạn đang vắng buổi học ha. Như vậy là chúng ta sẽ không có tham dự
buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ điểm phần danh ngẫu nhiên nhé. Rồi, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Rồi, bạn Nguyễn Huy ạ. À, doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Em phát biểu được không cô? À, bạn nào? Mẹ Tân ạ. Rồi, em phát biểu đây ạ. Dạ, doanh thu có phải là bằng 55.000 nhân với 900 không? À, doanh thu trong trường hợp này là bán là số lượng thực tế. Tôi đang giả sử đây là 900 ha. Dạ, 900, rồi tôi nhân với 55.000 ạ. Dạ. Thì đây là doanh thu bán hàng. Doanh thu, cảm ơn bạn Tân ha. Đây là doanh thu bán hàng của chúng ta ạ. Đây là doanh thu bán hàng. Như vậy thì các bạn sẽ có là 49.500. Đây là doanh thu bán hàng. Rồi, doanh thu bán hàng. Vậy bây giờ tôi hỏi các bạn, cái giá thành 25.000 đồng này là cái gì ạ? Để các bạn tính cái gì ạ? Quay trở lại nguyên lý kế toán một chút học rồi ạ. Bây giờ giá thành này 25.000, chi phí và cụ thể nó là gì ạ? Dạ, giá vốn. Ờ, nó là giá vốn. Nó là giá vốn ạ. Và đây chính là giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán của tôi là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu các bạn? Số lượng bao nhiêu ạ? Dạ, 1.000. Tôi bán. Sao lại là 1.000? Sao lại là 1.000 ạ? Tôi bán bao nhiêu? Dạ, 900 ạ. Tôi bán 900 thì tôi phải nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 25 thôi đúng không các bạn? Tôi bán 900 thì tôi phải tính gì ạ? Doanh thu của tôi là 900 thì tôi phải tính chi phí cho 900 cái tôi bán ra. Như vậy thì tức là tôi đang còn tồn kho là 100. Rồi tôi sẽ có 900 nhân với 25.000 ha. À, tôi sẽ có là 22 triệu. Các bạn kiểm tra lại tính toán gì đó. Tôi có 22.500. Và cụ thể trên tài khoản thì ở đây là 511. Rồi đây là tài khoản gì cả lớp? 632. Đây là 632. Nhưng mà ngoài ra để mà tính được giá thành này này thì tôi phải tập hợp từ đâu các bạn? Để tính được 25.000 này thì tôi phải tập hợp từ cái gì ạ? Thì có phải trước đây các bạn học là gì ạ? À, 621. Các bạn tập hợp chi phí 622. Các bạn sẽ tập hợp chi phí gì ạ? 627. Các bạn tập hợp với đâu cả lớp? Hình như lớp này nó học gì nó quên hết á. Tập hợp với đâu ạ? Các bạn tập hợp chi phí về đâu đây các bạn? Dạ 911 cô. Nói thật 911 không? 911 là xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Nó phải đi từ những tài khoản 63 trở lên. Đây phải về đâu ạ? Các bạn tập hợp về tài khoản 154. Đúng không các bạn? Các bạn tập hợp về 154. Và sau này từ 154 các bạn mới đi bán hàng ra. Thì các bạn lại có một cái gì nữa ạ? Các bạn lại xác định kết quả kinh doanh. Thì đây nếu như đây là 911, đây là 911 của tôi, thì tôi tập hợp từ những cái chi phí nào ạ? Tôi tập hợp từ những chi phí gì ạ? Muốn xác định kết quả hoạt động kinh doanh thì tôi phải tập hợp chi phí gì cả lớp? Chi phí gì đây ạ? Các bạn mà không hình dung được cái này là các bạn không làm được bài này. Tức là đây là bài thi của các bạn. Nó chương 4 này là bài thi của các bạn. Nó thi cuối kỳ đó. Chúng ta phải tập hợp từ giá vốn hàng bán. Tôi bán hàng, tôi có doanh thu thì tôi phải biết là giá vốn nó là bao nhiêu. Rồi chi phí bán hàng của tôi là bao nhiêu. Và chi phí quản lý doanh nghiệp của tôi là bao nhiêu. Tôi tập hợp hết về đây. Các bạn thấy không ạ? Tôi sẽ tập hợp hết về đây. Và 154 này của tôi các bạn lưu ý nhé.
Và 1632 này, nó 632 này này, 154 sau này các bạn có thể các bạn sẽ tính được 154 này để các bạn tính được là Z đơn vị này. Thì 154 này các bạn tính được thì các bạn mới xác định được 632 ạ. Tức là đây, nếu như sau khi tôi tập hợp chi phí tôi sẽ xác định được giá thành đơn vị. Và từ giá thành đơn vị này tôi mới xác định được 632. Và ngoài những chi phí này ra thì tôi có gì ạ? Tôi có bán hàng, tiền lương cho nhân viên bán hàng, rồi hoa hồng bán hàng, hoa hồng đại lý, rồi gì ạ, các cái khoản mà dùng để quảng cáo, rồi dùng để thúc đẩy và xúc tiến cái hoạt động bán hàng, rồi chi phí quản lý, rồi các điện nước, dịch vụ mua ngoài, rất là nhiều như vậy. Thì tôi sẽ tập hợp nó về 911. Nhưng mà những chi phí này này là chi phí trong quá trình sản xuất. Như vậy đối với một doanh nghiệp sản xuất thì cả lớp, nếu như cô chưa cho giá thành thì cả lớp phải tính cho cô được giá thành là bao nhiêu. Phải tính được giá thành thì các em mới đi về chi phí ở đây ạ. Và chính thằng này này, thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ đi chi phí hợp lý. Chi phí hợp lý các bạn ạ, cộng với thu nhập khác, cô không nói đến thu nhập khác. Thì doanh thu thì nó mặc định là trên cái thằng 511 này này. Còn chi phí hợp lý ở đây là gì ạ? Nó chính là 632, nó chính là 641, nó chính là 642. Đây là cô chỉ viết tắt ra để cho các bạn hiểu là trong chi phí hợp lý này là nó gồm những chi phí giá vốn hàng bán, những chi phí này ở đây ha. Nhưng mà cả lớp phải hiểu cho cô được là gì ạ? Chứ đừng có đi thi lại lấy 5 bằng 511 trừ đi 632 cộng 641 cộng 642 là cô cho rớt luôn nha. Rồi, ở đây là gì ạ? À, những cái chi phí này liên quan, nhưng mà muốn tính được 632 này này, các em phải tính được cho cô là những cái chi phí để chúng ta tập hợp lên 632 này là bao nhiêu. Nếu như người ta cho các em sẵn giá thành rồi thì các em sẽ xác định được giá vốn và không lăn tăn vấn đề gì nữa. Nhưng nếu chưa cho thì các em đòi hỏi phải tập hợp chi phí ạ. Và khi mà tập hợp thì các em phải xác định được là đâu là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đâu là chi phí nhân công trực tiếp và đâu là những cái chi phí của cái việc sản xuất chung này, để các em tập hợp lên chi phí cho cô. Và nó sẽ liên quan rất nhiều đến gì ạ? Ngoài ra thì ở đây, ngoài những cái chi phí này ra thì các em còn có gì ạ? Các em còn có chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp này. Bởi vì nó làm giảm doanh thu này, các em lại có về thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp này. Các em có cả thuế xuất khẩu nữa. Nếu như có cả thuế xuất khẩu các em cũng phải trừ vào đây. Và nhiều bạn thì quên mất đi anh thuế tiêu thụ đặc biệt này. Rồi, đây là một doanh nghiệp sản xuất ạ. Còn ngược lại là gì ha? Rồi, cô bỏ phần này. Đó là doanh nghiệp sản xuất. Nhưng trường hợp sao ạ? Tôi không phải là doanh nghiệp sản xuất. Tôi không phải là doanh nghiệp sản xuất mà tôi lại đi mua. Tôi đi nhập khẩu. Lúc nào tôi đi nhập khẩu? Tôi đi nhập khẩu sản phẩm A. Rồi vì giá là 100 đồng. Rồi thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu là 40 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Tiêu thụ đặc biệt là 30 đồng. Rồi thuế giá trị gia tăng 10%. Phương pháp khấu trừ nha. 10%. Rồi bây giờ cô hỏi cả lớp, một bạn cho cô biết là khi giá nhập kho của cái sản phẩm này ạ, giá nhập kho của cái sản phẩm này bằng bao nhiêu ạ? Khi nhập về đến kho thì giá nhập kho của cái sản phẩm này bằng bao nhiêu ạ? Giá nhập kho của sản phẩm A bằng bao nhiêu cả lớp? Lát các bạn sẽ kiểm tra một bài liên quan đến phần nhập khẩu này ạ. Giá nhập kho của sản phẩm A này bằng bao nhiêu ạ? Là 170. Đúng rồi, 170.000 đồng trên sản phẩm. Rồi, lúc này cô mới nói, cô đi bán. Cô bán sản phẩm A với giá chưa thuế. Với giá chưa thuế các bạn ha. Tức là cô mua về 170, cô bán với giá chưa thuế của cô là 300.000 đồng trên sản phẩm. Rồi, lúc này các bạn cho cô biết là cô có doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Chưa thuế nhé. Doanh thu bằng bao nhiêu các bạn? Lúc này doanh thu cô có được là bao nhiêu ạ? Doanh thu có được là bao nhiêu các bạn? 300.000. Rồi, cảm ơn em. Rồi, lúc này thì giả sử cô bỏ qua những cái chi phí khác, cô bỏ qua những chi phí bán hàng, cô bỏ qua tất cả những chi phí khác, thì cô sẽ có chi phí bằng bao nhiêu cả lớp? Cô sẽ có chi phí hợp lý bằng bao nhiêu? Cô bỏ qua những chi phí về tài sản cố định, về dụng cụ, chi phí đi bán hàng, tại vì cô đang lấy một sản phẩm thôi, thì lúc này cô sẽ có chi phí hợp lý bằng bao nhiêu ạ?
Chi phí hợp lý của cô bằng bao nhiêu cả lớp? Dạ 70.000, à 70 đồng. Sao lại là 70? Thế bây giờ Nhật Khanh đi mua về một cái sản phẩm với giá là 170 ngàn, Nhật Khanh bán với giá là 300 ngàn đồng, thì lúc này lợi nhuận em có được là bao nhiêu? Dạ 130. Là 130, thì tức là cái thằng 170 ngàn này nó là cái gì của em ạ? Nó là Dạ gì ạ? giá Nó gốc. là giá vốn. Đúng rồi, nó là giá vốn. Thì như vậy thì các em phải nhớ, lúc này chi phí hợp lý của em sẽ là 170 ngàn. Và các em thấy xem, 170 ngàn này có 100 đồng sản phẩm, 40 ngàn tiền thuế và 30 ngàn thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy thì sau này khi mà đi trừ, khi đi trừ đi gì ạ? À, khi đi trừ là thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ đi chi phí hợp lý. Thì lưu ý cho cô, trong trường hợp giá vốn, nếu như mà nhập khẩu Cái này nó thì hợp lý phải không? có những cái này ha. Nếu như nhập khẩu thì phải lưu ý cho cô là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì sao ạ? Đây các em thấy không, trong 170 ngàn nó gồm cả những thằng thuế này rồi. Thì như vậy thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt này, khi mà cái khâu mua vào á, nó cũng chính là cái chi phí của doanh nghiệp nhá. Bởi vì nó nằm ở trong giá vốn rồi này các bạn. Thì các bạn sau này các bạn lưu ý cho cô như vậy ha. Như vậy các bạn phải lưu ý ở đây, bởi vì rất nhiều sinh viên chỉ trừ vào đây là bao nhiêu ạ? Nhiều sinh viên các bạn chỉ trừ là 100 thôi. Đề thi từ K39 cũng rất nhiều sinh viên bị rớt, bởi vì sao ạ? Bởi vì do là cái phần đó các em trừ luôn từ phần chi phí, các em chỉ trừ 100 thôi. Như vậy lúc này chúng ta sẽ bị sai ạ. Nếu các bạn trừ ở đây sai, các bạn sẽ bị sai hết hoàn toàn. Các bạn sai luôn cả về thu nhập chịu thuế. Như vậy thì cả lớp nhớ cho cô được là cái lưu ý cho cô thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khi mà chúng ta đi mua hàng về này các bạn ha. Còn nếu như mà chúng ta sản xuất, chúng ta bán ra thì thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp sau khi tính được, thì các em sẽ phải cộng vào trong chi phí hợp lý. Thì cô không nói rồi. Hoặc là những cái chi phí mà em phải tự nhớ đó là gì? Hoa hồng đại lý. Các bạn ha. Rồi, nói như vậy thôi, còn chúng ta sẽ bắt đầu đi vào. Các bạn sẽ làm thử bài tập này ạ. Rồi, các bạn sẽ làm thử bài tập này trước. Làm xong bài tập này thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra ạ. Rồi các bạn làm cho cô bài số mấy đây? Nhìn hoài không ra luôn. Bài 4 ạ. Các bạn sẽ làm cho cô bài tập số 4. Rồi cả lớp nhìn lên cô phân tích cái bài tập này một chút ạ. À, bài 4 này cho các bạn là gì ạ? À, bài 4 cho các bạn là về tài liệu một doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm B trong năm. Như vậy đây là một doanh nghiệp sản xuất. Họ có tình hình tiêu thụ. Tình hình tiêu thụ thì chúng ta tính được cái gì ạ? À, bạn Phạm Văn Linh. À, tình hình tiêu thụ thì chúng ta tính được cái gì cả lớp? Nhờ doanh thu ạ. Đúng rồi, tình hình tiêu thụ thì các bạn sẽ tính được doanh thu ha. Rồi, chúng ta sẽ tính được doanh thu. Như vậy thì từng nghiệp vụ này các bạn sẽ tính cho cô được doanh thu ạ. Xuất khẩu không tính thuế nhưng mà xuất khẩu có tính được doanh thu không cả lớp? Rất nhiều sinh viên bỏ quên là cứ nghĩ à xuất khẩu không tính thuế, thế các em bỏ luôn cả doanh thu. Nhớ là trường hợp thực tế cho cô ha, tức là số lượng tiêu thụ thực tế. Rồi, chi phí phát sinh trong năm, cả lớp nhìn lên đây ạ. À, chi phí phát sinh trong năm này họ cho các bạn rất là chi tiết. Nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí khấu hao, rồi khấu hao thì lại thuộc bộ phận sản xuất, rồi khấu hao thuộc bộ phận quản lý doanh nghiệp và bán hàng.
chi phí lương thì lại thuộc bộ phận sản xuất, rồi thuộc bộ phận bán hàng và quản lý, rất là nhiều. Như vậy thì tức là bài này sản phẩm B bán ra với giá như vậy, nhưng mà chúng ta đã biết được giá thành của sản phẩm B là bao nhiêu chưa cả lớp? Chúng ta biết được, người ta có cho các bạn là giá thành của sản phẩm B không ạ? Người ta chỉ cho là đầu kỳ thì chúng ta còn tồn 100 sản phẩm B. Với giá là bao nhiêu ạ? Đầu kỳ chúng ta phải tồn 100 sản phẩm B. Với giá là 27.500. Như vậy thì trong kỳ này tôi sản xuất được bao nhiêu đây ạ? Trong kỳ này tôi sản xuất được 100.000 sản phẩm B, nhưng tôi chưa hề biết giá thành của tôi là bao nhiêu. Và nhiệm vụ của các bạn là gì ạ? Lúc này các bạn phải đặt ra là các bạn đi tính giá của sản phẩm B, giá thành nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tính được bình thường thôi các bạn ha. Bài này yêu cầu tính cái gì đây? Bài này chỉ yêu cầu các bạn tính thuế thu nhập doanh nghiệp thôi, tại vì cô chưa lồng ghép là tính các thuế khác. Rồi các bạn nhìn lên đây, cô phân tích ạ. Bây giờ là các bạn đọc cái thông tin đó cho cô đi ạ. Các bạn tiêu thụ bao nhiêu các bạn? Rồi bây giờ nhờ một bạn đọc đi, Quỳnh đọc cho Diễm Quỳnh đọc cho cô là tồn đầu kỳ là bao nhiêu ạ? Tồn đầu kỳ bao nhiêu sản phẩm ạ? Tồn đầu kỳ là 1.000 sản phẩm B. 1.000 sản phẩm B. Rồi với giá bao nhiêu? Giá là 27.500 đồng một sản phẩm. 27.500 đồng. Tức là đây là giá thành hay là giá bán hả Quỳnh? Là giá thành. Đúng rồi, giá thành. Tức là kỳ trước tôi có sản xuất ra rồi, trong kỳ này là sản xuất bao nhiêu ạ? Rồi trong kỳ để sản xuất bao nhiêu ạ? Để sản xuất 100.000 sản phẩm B. 100.000 sản phẩm B. Có giá chưa ạ? Dạ chưa có giá. Chúng ta chưa có giá. Rồi cô hỏi một bạn khác, Nhật Khanh đi. Rồi bây giờ chúng ta tiêu thụ bao nhiêu Nhật Khanh? Tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm B ạ? Dạ, tiêu thụ 9.000 sản phẩm B. Sao lại 9.000? Em lấy cái gì mà ra 9.000? Dạ, em thấy sản xuất 100.000 mà còn tồn đầu kỳ là 1.000. Tồn đầu kỳ là sao không? Tồn đầu kỳ là sao Khanh? Tồn đầu kỳ ký tức là đầu kỳ tôi còn lại 1.000. Trong kỳ này tôi làm gì ạ? Tôi sản xuất tiếp 100.000, tức là tôi có bao nhiêu các bạn? Tôi có 101.000 sản phẩm và bây giờ tôi tiêu thụ thì các bạn phải cộng trên số lượng gì ạ? Tiêu thụ dạ phải là... cộng hết trên số lượng tiêu thụ. Dạ là 200.000, 20.000. Không đúng. Cộng với 25.000 nha. Yeah. Nhà Khanh cộng hết đi cho cô xem bằng bao nhiêu. 83.000 sản phẩm. 83.000 sản phẩm này là em đã tính cái số lượng mà đại lý tiêu thụ thực tế chưa? Dạ rồi cô. Rồi, tiêu thụ là 83.000, các bạn kiểm tra lại cho cô nhé, tại vì cái slide của cô nó qua rồi. Các bạn tiêu thụ được 83.000 sản phẩm thì cả lớp nhìn lên đây. Đây là cái hướng của bài này. Như vậy phải đặt ra các em phải đi tính giá thành. Hướng của bài này đầu tiên có tiêu thụ chúng ta xác định được doanh thu. Sau khi doanh thu rồi, các bạn đi xác định chi phí được trừ. Chi phí được trừ này, các bạn phải đi xác định gì đầu tiên ạ? Giá vốn. Giá vốn của bao nhiêu sản phẩm ạ? Giá vốn của bao nhiêu sản phẩm hả bạn Thu Ngân? Rồi bạn Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. Phải tính giá vốn có bao nhiêu sản phẩm ạ? Những bạn mà cô gọi tên là các bạn đang không tham gia lớp học đúng không các bạn?
Dạ thưa cô là giá vốn của 101.000 sản phẩm. Đang trả lời là thu ngân đó hả? Dạ. Ở sao lại 101 sản phẩm? Em tiêu thụ bao nhiêu thì em phải tính cho bao nhiêu ạ? Dạ 83.000. Phải tính cho 83.000, nhưng mà em sẽ tính 83.000. Và nhìn vào đề bài chúng ta đang xuất theo phương thức nào ạ? Chúng ta đang xuất hàng này theo phương thức nào ạ? Chúng ta xuất kho theo phương thức nào đó cả lớp? Dạ, nhân cho 27.500. Sao lại 27 được? Cô đang hỏi tụi em phải nhìn vào trong đề bài á. Là chúng ta đang xuất theo phương thức nào ạ? Trong đề bài của các em ấy, chứ trên slide của cô làm gì có đề bài? Nhập 54. 54 là nhập trước xuất trước. Như vậy thì trong kỳ này là tôi có 101.000 sản phẩm B. Bây giờ tôi tiêu thụ 83.000 thì tôi sẽ xuất thằng nào trước ạ? Dạ 1.000 sản phẩm tồn. Tôi sẽ xuất 1.000 sản phẩm B và nhân với giá là bao nhiêu? 27.500. Và tiếp theo tôi sẽ xuất bao nhiêu ạ? 82.000 sản phẩm B này và phải nhân với cái giá, nhân với cái giá này này là các bạn phải đi tính đúng không ạ? Và muốn tính được cái giá này các bạn phải tập hợp tất cả những chi phí từ đâu ạ? Các bạn phải tập hợp chi phí từ 621, 622, 627 để các bạn đi tính ra gì ạ? Z đơn vị và các bạn tính lên đây. Sau khi có giá vốn rồi, các bạn sẽ còn lại những cái chi phí hợp lý khác, chi phí hợp lý khác. Và cụ thể ở đây giá vốn của nó ở đây chính là 632. Cô viết tắt thôi à. Và ở đây thì nó sẽ là những cái chi phí khác bao gồm gì ạ? À, quản lý doanh nghiệp, rồi chi phí bán hàng, rồi và những cái chi phí khác các bạn ha. Các bạn sẽ cộng lại vào. Sau khi có nó rồi, các bạn sẽ có là thu nhập chịu thuế sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí được trừ, và xác định xem có thu nhập khác hay không. Và sau đó các bạn sẽ tính thu nhập tính thuế ạ. Thì đây là cái hướng đi của bài này như vậy. Thì các bạn phải xác định cho cô như thế các bạn ha. Rồi bây giờ cả lớp làm đi ạ. Nhưng mà phải lưu ý giữa số lượng sản xuất và số lượng tiêu thụ ạ. Rồi quay ra lại à, các bạn làm nhanh nhá. Đầu tiên tính doanh thu, cứ tiêu thụ đi thi. Cái nào tính được thì tính, cứ nhìn thấy tiêu thụ để tính doanh thu cho cô ạ. Doanh thu lát nữa thì cô sẽ không tính từng cái nữa mà cô sẽ tính chung thôi.
Rồi tính doanh thu nhanh nhá, tính doanh thu nhanh thật nhanh, sau đó thì các bạn sẽ đi. Đi tính chi phí ạ. Và đồng thời nhắc luôn các bạn là tất cả những vấn đề liên quan đến môn học hay là những thắc mắc gì hay trao đổi gì các bạn liên hệ qua email nhé, chứ các bạn không có nhắn tin qua tin nhắn hay gọi điện hay là qua Zalo, Facebook gì hết ạ. À, các bạn ra doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ tự chụp lại cái đề vào nhé. Để lát nữa mà cô giải cho các bạn thì chúng ta sẽ không có cái đề nó hiện thị nữa. Tại vì ở đây chúng ta chuyển slide. Phải nhớ những cái bài tập này, phải nhớ xem hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nào ạ. B. Giá bán chưa thuế là 49.000 đồng. Tuy nhiên đến ngày 31 tháng 12, công ty xuất khẩu chỉ xuất khẩu được 18.000 sản phẩm. Tôi bán sản phẩm cho công ty người ta rồi thì người ta bán được bao nhiêu tôi có quan tâm không ạ? Người ta bán được bao nhiêu tôi có quan tâm không các bạn? Dạ không ạ. Tôi không quan tâm. Lúc này của tôi là tôi xuất được bao nhiêu rồi ạ? Tôi bán được 20.000 sản phẩm nên Nhật Khanh lưu ý. Số lượng tiêu thụ là cả lớp sẽ bằng gì ạ? Bằng 20.000 của nghiệp vụ 1 cộng với 25.000 của nghiệp vụ 2 cộng với 20.000 của nghiệp vụ 3 và cộng với 20.000 nhân với 90%
của nghiệp vụ số 4. Như vậy là may cho Nhật Khanh là bởi vì nghiệp vụ số 4 này nhân lên nó cũng bằng 18.000 á. Nhật Khanh rõ chỗ đó chưa ạ? Dạ rồi ạ. Rồi các bạn là đó, các bạn lưu ý ở phần đó cho cô ha. Rồi tính doanh thu đi ạ. Đó, đi thi chúng ta chỉ có khoảng bài này chúng ta chỉ làm trong vòng khoảng 25 phút thôi nếu mà đi thi á. Tại vì thi chúng ta sẽ có 3 câu nhé. Câu này chỉ là một trong 3 câu ạ. Và chúng ta sẽ không tính một thuế mà chúng ta tính rất là nhiều thuế ạ.
giá thành của một sản phẩm sản xuất ra, sau đó tính giá vốn. Bạn nào không rõ chỗ nào thì các bạn hỏi ạ. Bạn Nam tên gì ạ? Dạ, Phong Quang Tuấn Anh ạ. Rồi, bạn Tuấn Anh đi ạ. Và như chúng ta có bài số 5 ha. Doanh thu bằng gì ạ? Dạ, bằng 20.000 nhân 52.000. 20.000 nhân với 52.000 ạ. Dạ, cộng 25.000 nhân với 50.000. Cô xem thấy màn hình cô ơi. Xin lỗi cả lớp, cô đúng rồi, cô chưa chia sẻ màn hình. May nói chứ không là lại mất công từ nãy giờ. Đợi cô chút nhé, tại vì cô đang muốn sửa cái bài kiểm tra thế các bạn vẫn mất công các bạn lại. Dạ, doanh thu bằng 20.000 nhân với 52.000. Rồi chúng ta sẽ có là gì ạ? Các bạn sẽ có là doanh thu. Các bạn cứ xác định là số lượng ạ, nhân với đơn giá. Như vậy nhân đơn giá là 52.000 nghiệp vụ đầu tiên ạ. Rồi tiếp theo ạ. Với 25.000. 25.000 nhân với lại 50.000. Nhân với 50.000 ạ. Dạ, cộng với 20.000 nhân với 49.000. 20.000 nhân với 49.000 ạ. Dạ, cộng với 20.000 nhân với 52.000 nhân với 90%. Rồi, vậy thì cô nhân luôn là 18.000 nha Tuấn Anh. Dạ. Rồi, nhân với 52.000 ạ. Rồi ra doanh thu bằng bao nhiêu ạ? Dạ, bằng 4 tỷ 206 triệu. Được. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Anh ạ. Rồi, bắt đầu đến chi phí ạ. Tôi sẽ đi theo thứ tự là chi phí hợp lý các bạn ha. Để tôi có doanh thu rồi. Các bạn sẽ ghi cái doanh thu này vào ha. Lát nào nó lỡ mai nó mất kết quả. Như vậy để chi phí này trước tiên tôi sẽ phải đi tập hợp chi phí để tôi tính giá thành ạ. Như vậy thì tôi sẽ có là tổng chi phí sản xuất trong kỳ bằng bao nhiêu ạ? Tổng chi phí sản xuất trong kỳ này của tôi bằng gì các bạn? Tôi sẽ tập hợp những chi phí liên quan đến 621, 622, 627 của tôi ạ. Những chi phí nào các bạn tính cho Quỳnh đi ạ. Dạ là 1 tỷ 100 triệu. Rồi tạm thời ở đây thì cô sẽ thôi không viết tắt, các bạn lại viết theo sau này các bạn đi thi các bạn. Rồi cô sẽ có là 1 tỷ 100 triệu ạ. Quỳnh đọc lớn lên Quỳnh ơi. Dạ cộng 440 triệu. Em đọc luôn cả cái chi phí đó là gì đi, tại vì các trên slide nó không có. Cộng với 440 chi triệu. Chi phí thuộc bộ phận sản xuất. Rồi 440 triệu là chi phí về khấu hao tài sản cố định. Chúng ta chỉ đang tập hợp của bộ phận sản xuất thôi nha. Rồi cộng với gì ạ? Dạ. Cộng với tài sản cố định thuộc bộ phận sản xuất. Rồi. 440 triệu rồi.
là cộng với 78 triệu. Thế Quỳnh bỏ lương đi đâu rồi? Dạ lương là 480 triệu. 480 triệu ạ. Và trích theo lương của bộ phận này nữa là cộng với bao nhiêu ạ? Trích 24% theo lương. Là cộng với... Đây nha, cô nhân luôn rồi ạ. Rồi cộng với gì nữa ha? Những cái nào của bộ phận sản xuất? Số chi thực tế. Rồi, 78 triệu ạ. Đây cộng với cái gì ạ? Dạ cộng với 510 triệu. Cộng với 510 triệu. Rồi lúc này các bạn sẽ có tổng chi phí sản xuất trong kỳ này là bằng bao nhiêu ạ? Ờ, Khánh Nguyên ra bao nhiêu Khánh Nguyên? Dạ em chưa ra cô. Rồi bạn nào ra rồi ạ? Bạn nào ra tổng chi phí sản xuất trong kỳ ạ? Dạ ra 2 tỷ 723 triệu 2,2. Lại là Nhân Khanh hả? 2 tỷ 723 triệu. Dạ 200 ngàn. Rồi. Đây là chi phí để tôi sản xuất. Tổng chi phí trong kỳ này để tôi sản xuất cho bao nhiêu sản phẩm? Trong kỳ này tôi sản xuất, chi phí này là để tôi sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm cả lớp? Dạ, 100 ngàn. 100 ngàn sản phẩm. Như vậy thì tôi sẽ có là gì ạ? À, giá thành sản phẩm bằng gì ạ? Quỳnh làm luôn đi ạ. Giá thành sản phẩm ạ. Tôi sẽ lấy tổng chi phí sản xuất trong kỳ này. Bài này tôi đã bỏ qua các cái chi phí dở dang rồi ha. Rồi, 200 ngàn đồng này. Tôi chia cho bao nhiêu ạ? 2 tỷ 723 này tôi chia cho bao nhiêu Nhật Diễm Quỳnh ạ? Chia cho 100 ngàn. Đúng rồi, chia cho 100 ngàn. Rất nhiều sinh viên chia cho 83 ngàn. Nhưng là đây là tôi tổng chi phí để tôi sản xuất ra tất cả những cái sản phẩm trong kỳ này. Là 100 ngàn sản phẩm, như vậy tôi sẽ có là 27.232 đồng trên sản phẩm. Rồi lúc này thì tôi sẽ có giá vốn hàng bán ạ. Giá vốn hàng bán của 83.000 sản phẩm tiêu thụ. Nên nếu là tôi tiêu thụ bao nhiêu thì tôi sẽ tính. Đây tôi tính thêm một câu ha. À, số lượng tiêu thụ này. Tôi viết thêm ở đây là số lượng tiêu thụ ha. Sau khi mà bạn Tuấn Anh tính xong ạ. Tiêu thụ thì tôi sẽ có là bằng 83.000 sản phẩm. 83.000 sản phẩm ạ. Rồi thì tôi sẽ có giá vốn hàng bán của 83.000 sản phẩm. Bởi vì tôi sản xuất ra 100.000 nhưng mà tôi tiêu thụ có 83 thôi. Nhưng đầu kỳ tôi còn tồn bao nhiêu ạ? Đầu kỳ tôi còn đang tồn 1.000 sản phẩm. Thì lúc này tôi xuất theo phương pháp là gì ạ? Nhập trước xuất trước. Cái nào có tôi xuất trước. Như vậy tôi sẽ xuất trước 1.000 sản phẩm nhân với bao nhiêu ạ? À, Nhật Khanh. Dạ, nhân với 27.500 đồng. 27.500. Rồi, sao nữa ạ? Dạ, cộng với 82.000 nhân với 27.232. 27.232. Rồi, các bạn tính cho cô xem giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu ạ? Bằng 2 tỷ 260 triệu. 2 tỷ 260 triệu. 524.000. 524.000 ạ. Rồi. À, tiếp theo cả lớp tính cho cô là gì ạ? À, tiếp theo các bạn sẽ tính cho cô đó là về sau khi đã có giá vốn hàng bán rồi thì chúng ta với chị bây giờ chúng ta tính riêng cho cô nữa đó là gì ạ? Như vậy thì còn lại là Quỳnh tính luôn cái này đi ha. Chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng này. Rồi. Chi phí quản lý doanh nghiệp. Rồi chi phí khác. Như vậy mình sẽ bằng bao nhiêu ạ? Quỳnh đọc theo thứ tự người ta viết đi cho cô. Dạ là 90 triệu. Rồi chúng ta sẽ có gì ạ? 90 triệu cộng với 230 triệu. Sao lại 230? Dạ có cái nghiệp vụ 3 đúng rồi, quản lý. 230 triệu. Dạ cộng với tính cái tiền đại lý tiêu 24% của trích theo lương nữa mà đúng không? 24% của 230 triệu. Rồi cộng với gì ạ? Cộng với 20.000 nhân 90% nhân 50. Rồi, 20.000 đây là hoa hồng đại lý ạ. 20 triệu này, 20.000 cô xin lỗi ha. 20.000 các bạn sẽ nhân với 90% ạ và các bạn sẽ nhân với 52.000 và các bạn sẽ nhân với 5% ạ. Đây là hoa hồng đại lý nha cả lớp.
Đây là hoa hồng đại lý ạ. Tức là chi phí bán hàng. Rồi cộng tiếp cái gì ạ? Dạ, cộng tiếp với 18 triệu. Rồi cộng cộng với 18 triệu. Cộng với 24 triệu lệ phí môn bài. 24 triệu lệ phí môn bài. Rồi, cộng với bao nhiêu ạ? Với 200 triệu. 260 hay 200? À, Quỳnh nhìn lại, các bạn nhìn lại cho cô ạ. Chi xây dựng nhà xưởng 200 triệu nhưng cuối năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm sau. Như vậy thì cái nhà xưởng này là tài sản cố định nhưng mà tôi trích khấu hao vào năm nào ạ? Bắt đầu năm sau tôi mới sử dụng thì năm sau tôi mới trích khấu hao đúng không Quỳnh? Dạ. Như vậy thì năm nay tôi sẽ không sử dụng đến nó ha. Năm nay thì nó sẽ không, nó chưa nằm trong chi phí ạ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ cộng thêm với 260 triệu chi phí khác. Rồi bấm máy cho cô xem ra bao nhiêu cả lớp. 924 triệu. Không đúng. 724, nếu như vậy trừ đi 200 thì sẽ ra là 724 triệu. Tại vì Quỳnh vừa cộng dư 200 đúng không? Dạ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tính những cái này các bạn ha. Rồi và sau khi có đây rồi thì các bạn sẽ tính cho cô đó là gì ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng chi phí được trừ sẽ bằng giá vốn hàng bán. Tôi gọi đây là 1 này. À, tôi gọi đây là 2 ha. Tôi sẽ có 1 cộng với 2. Các bạn sẽ tự viết vào, còn đây là dài. À, rồi bấm máy cho cô ra bao nhiêu ạ? Bài này có thu nhập khác không ạ? Bài này không có thu nhập khác. Rồi như vậy tôi cộng 1 với 2 tôi ra được bao nhiêu? Dạ, 2 tỷ 984 triệu 524 nghìn. Rồi, cô cảm ơn Khanh. Rồi, chúng ta có tổng chi phí được trừ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có thu nhập chịu thuế bằng gì Nhật Khanh? Thu nhập chịu thuế bằng gì ạ? Bằng doanh thu là bao nhiêu? Là 4 tỷ 206 triệu. Trừ đi cho tổng chi phí được trừ. Bài này có thu nhập khác không ạ? Bài này có thu nhập khác không cả lớp? Bài này có cho thu nhập khác không ạ? Dạ không ạ. Rồi, không có thu nhập khác. Rồi như vậy các bạn sẽ tính cho cô là thu nhập chịu thuế kết quả bằng bao nhiêu ạ? Bấm máy cho cô coi kiểm tra lại. Em có ra là 1 tỷ 221 triệu. Các bạn phải kiểm tra nhé. Cái bút này viết rất là khó, nó không có ăn bản lắm. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ có là thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của chúng ta sẽ bằng là thu nhập chịu thuế, chính là thu nhập tính thuế luôn ạ, 1 tỷ 221 triệu 476 ngàn. Các em sẽ nhân lên với thuế suất là 20%. Rồi là bằng, kiểm tra coi xem có đúng là 244 không. Các bạn kiểm tra lại kết quả này nhé. Rồi, như vậy thì đối với cái bài tập này là gì ạ? Đầu tiên thì các bạn sẽ phải tính doanh thu. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải tính doanh thu. Rồi, và dựa vào từng nghiệp vụ các bạn có số lượng nhân với đơn giá. Các bạn sẽ tính doanh thu ha. Và nghiệp vụ số 3 các bạn lưu cho cô là gì ạ? Tôi bán cho công ty xuất nhập khẩu kia để họ xuất nhập khẩu. Tôi bán tôi đã giao 20 ngàn rồi. Nhưng mà cuối kỳ thì họ không xuất khẩu hết. Và gì ạ? À, cuối kỳ họ không xuất khẩu hết. Họ vẫn còn
lại 2.000, nhưng mà tôi không quan tâm bởi vì tôi đã tiêu thụ được 20.000 rồi ạ. Nghiệp vụ về nghiệp vụ về giao đại lý thì các bạn lưu ý cho cô, đó là các bạn sẽ lấy số lượng thực tế. Tôi gửi đại lý 20.000 mà tôi tiêu thụ 90%. Bài tập này thì chúng ta không biết được giá thành nên các bạn phải đi tập hợp toàn bộ chi phí trong kỳ. Những chi phí nào các bạn xem mà liên quan đến 621, 622 và 627 thì các bạn tập hợp lại để các bạn đi chia. Như vậy thì toàn bộ chi phí 2.723.200.000 này tôi để tôi sản xuất cho 100.000 sản phẩm. Do đó thì tôi sẽ tính giá thành của một sản phẩm ạ. Vì bài này cho chúng ta tồn đầu kỳ là 1.000 và với phương thức là xuất theo nhập trước xuất trước, như vậy tôi sẽ xuất trước 1.000 tồn kho với đơn giá thành của nó là 27.500. Sau đó tôi sẽ xuất trong kỳ là 82.000 với đơn giá là 27.232 tôi vừa tính ạ. Và sau khi có được giá vốn hàng bán rồi thì các em tính cho cô là các cái chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và những cái chi phí khác mà đề cho bản thỏa mãn. Rồi làm xong rồi thì các em sẽ tính được tổng chi phí thì bằng là giá vốn cộng với những cái chi phí vừa tính được. Và có rồi thì bài này không coi cho chúng ta về thu nhập khác thì chúng ta lấy luôn là gì ạ? Doanh thu trừ đi chi phí và cộng thu nhập khác là không, thì đó là thu nhập chịu thuế và chính là thu nhập mà tính thuế luôn, bởi vì nó sẽ không có thu nhập miễn thuế trong bài này ạ. Như vậy thì chúng ta xác định được thuế phải nộp. Rồi các bạn có thắc mắc gì bài này không ạ? Các bạn không thắc mắc gì về bài này thì mình sẽ đi qua slide này nhé. Rồi mình sẽ đi qua slide này, các bạn lưu ý đây là một doanh nghiệp sản xuất thì tôi phải tính giá thành, nhưng mà đối với những trường hợp là doanh nghiệp thương mại thì đối với trường hợp là doanh nghiệp thương mại, cả lớp lưu ý cho cô đối với trường hợp là gì ạ? Đối với trường hợp là doanh nghiệp thương mại thì tức là tôi đi mua hàng doanh nghiệp thương mại ạ, thì tôi đi mua hàng doanh nghiệp thương mại ha. Doanh nghiệp thương mại thì tôi sẽ phải đi mua, tôi mua hàng ạ. Và tại khâu mua hàng này thì các bạn phải xác định giá cho đúng ạ, xác định giá đúng. Để tôi sẽ xác định để tính được giá đúng thì các bạn phải tính được giá vốn ạ. Tính được giá vốn và tôi đi tiêu thụ, khi mà tôi đi tiêu thụ thì các em sẽ tính được cho cô đó là doanh thu. Và tương tự như vậy thì các em sẽ để ý những cái chi phí nào liên quan đến để chúng ta sẽ xác định kết quả kinh doanh nha. Làm bài tập này lúc nào tính cho cô đầu tiên doanh thu, sau đó đi tính chi phí được trừ. Trong chi phí được trừ này các em tính cho cô là giá vốn hàng bán của cái sản phẩm tiêu thụ ấy, của sản phẩm tiêu thụ thực tế. Rồi, và những chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, rồi một số những chi phí khác được trừ. Và sau đó sẽ tính là tổng chi phí được trừ ạ. Rồi lúc này sau đó các em làm theo là thu nhập chịu thuế. Đây là cái bước đi của các em khi mà làm bài tính thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra này. Nhưng mà chắc là mình phải bỏ bớt yêu cầu chứ các bạn làm không kịp. Các bạn làm sẽ không kịp cái yêu cầu này ha. Về nhà thì các bạn sẽ làm đầy đủ ạ. Rồi, trên Edmodo các bạn đã hiện bài kiểm tra rồi đó, nhưng mà